Tào Tháo. 1. Làm năng thần hay gian hùng? Tào Tháo là gian hùng. Tào Tháo là gian hùng, phần lớn do bị ép buộc. Lúc này mới thấy, thời đại Hạng Vũ còn tương đối tự do. Bấy giờ, thể chế chuyên chế trung ương tập quyền đang trong giai đoạn ban đầu và thời gian thử nghiệm cũng không dài. Sau khi Tần diệt vong, mọi người cũng không chơi ngón trò này nữa. Quan niệm dưới gầm trời chỉ có thể có một hoàng đế, bất kể hoàng đế là thần là người, là chó là lợn, đều phải tuyệt đối trung thành, bằng không tức là gian là phỉ, cũng chưa được hình thành rõ rệt. Cục diện thiên hạ phân phong, chư hầu cắt cứ, ngũ bá nổi dậy, thất hùng cùng hưng, sở mạnh nam phục. Tần bá Tây Thủy, thay phiên tử hội ước chư hầu, quyết phen sống mái vẫn còn mê mẻ trong ký ức mọi người. Các chủ hầu tự do tuyên chiến, giảng hòa, kết minh, thu thuế, hoàn toàn không coi thiên tử ra gì. Văn nhân và võ sĩ, du hiệp cùng lũ thích khách được tự do chu du các nước, lưu động giữa các chư hầu, sớm tần tối sở, chọn chủ mà thờ, cũng không hề coi tước vị quan lộc trong tay là gì cả. Thậm chí Điền Tử Phương còn nói với Ngụy Thái Tử là kích rằng, kẻ sĩ bàn luận mà không được dùng, chủ trương mà không hợp thì lập tức chạy sang nước khác, vứt bỏ quốc dân cũng như vứt bỏ chiếc giày cỏ. Tóm lại, khi đó một người chỉ cần có thực lực, có khả năng, có bản lĩnh thì nhiều ít tùy ý có thể làm những việc mình muốn làm. Dù vận may chưa đến, có thất bại, cũng không có ai đàm tiếu. Vì vậy, tuy nói thắng làm vua, thua làm giặc, nhưng Trần Thắng từng tuyên chiến với hoàng đế, giữ nghĩa mà bại trận, cũng không có ai nói Trần Thắng là giặc, là phỉ. Không giống như bọn Tống Giang sau này, dù đã chiêu an, nhưng vẫn không vứt bỏ được cái mác thổ phỉ hay giặc cỏ. Đây là thời đại sôi động, chiến tranh không ngừng, chiến sự liên miên, thôn tính lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, và cũng là thời đại anh hùng, thời đại giữa hổ và báo. Đối với người yếu là không công bằng cho lắm, nhưng đối với người mạnh thì có cả một vùng trời tự do rong ruổi. Nên dù nói gì đi nữa, Hạng Vũ vẫn là người có nhiều tự do. Này đã thất bại, nhưng vẫn không hề mất sĩ diện của người thất bại, vẫn còn nhiều người cúng tế nhớ thương Hạng Vũ. So sánh một chút thì thấy, Tào Tháo là người lỗi thời đen đủi hơn nhiều. Tào Tháo đã thành công, rất thành công, nhưng vẫn bị vẽ thành bộ mặt trắng bệch. Một, số phận đã định, Tào Tháo chí có thể làm người xấu. Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên cúng cơm là A-man, người huyện Tiểu Nước Bái, nay là thị trấn Bạc Châu, An Huy. Tam Quốc Chí của Trần Thọ nói, Tào Tháo là hậu thế của Tào Tham, tướng quốc thời Tây Hán, nói thế là sai. Vì Tào Tháo vốn không phải họ Tào. Tào Tung, cha của Tào Tháo chỉ là con nuôi của Tào Đằng. Tào Tung và Tào Đằng không có quan hệ huyết thống thì dù có chứng minh rõ, Tào Đằng là đời sau của Tào Tham, cũng có liên can gì đến Tào Tháo. Sự thực thì, cha mẹ đẻ của Tào Tung cuối cùng là ai, đến nay vẫn còn là câu đố. Ngay cả Trần Thọ cũng chỉ có thể nói không thể biết ai đã sinh ra họ. Tào Tháo nói biết cha mẹ đẻ của mình là ai, vẫn chỉ là lai lịch bất minh. Tào Tháo sống trong thời đại không tốt. Tào Tháo sinh ra và lớn lên ở hai triều Hán Hoàn Đế, Linh Đế, ra đời vào năm 155 Công Nguyên, năm Vĩnh Thọ thứ nhất thời Hoàn Đế, năm 174 Công Nguyên. Năm Hy Bình thứ ba thời Linh Đế Tào Tháo ra làm quan, hai triều Hoàn, Linh được coi là thời đại hỗn loạn nhất, đen tối nhất trong lịch sử 400 năm vương triều Hán. Thời kỳ Hoàn, Linh là cụm từ chỉ thời kỳ vua tối quan gian này, muốn làm người tốt trong thời đại này là quá khó. Không bị hãm hại cũng bị chèn ép, Tào Tháo không chỉ không muốn bị hãm hại, cũng không muốn bị chèn ép, đương nhiên phải làm người xấu. Tóm lại, Tào Tháo sinh không gặp thời, lai lịch bất minh, thực quá đen đủi. Trong thực tế, thời đại của Tào Tháo khác hẳn với thời đại của Hạng Vũ. Giả sử Tào Tháo sinh trưởng gặp thời, cũng chưa hẳn đã làm được gì. Kể từ khi vị hoàng đế Lưu Manh Lưu Bang thống nhất thiên hạ về mặt tổ chức, cháu của Lưu Bang là vũ đế Lưu Triệt thống nhất thiên hạ về mặt tư tưởng, thì những kẻ hổ báo có khí chất anh hùng và tinh thần cao quý, cho dù là văn nhân hay võ sĩ, cho dù là có ý tưởng hay hành động đều bị xử lý gần hết. Biện pháp xử lý vẫn là chiếc gậy có thêm củ cà rốt, có điều củ cà rốt có hạt và chiếc gậy sẽ biến thành răng sói dính đầy máu. Thái sử công Tư Mã Thiên chỉ nói đỡ cho Lý Lăng nói mấy câu, mạo phạm hổ uy của vũ đế liền bị nhục hình đến mức nam không ra nam, nữ không ra nữ. Còn như đại nông lệnh Nhan Dị căn bản không bàn luận, chỉ là nghe người khác bàn về triều chính, môi dưới cứ mấp máy, chế xuống một chút, liền bị coi là phục phỉ, có bụng phỉ báng,
liền bị tử hình. Chẳng trách trong thành Tràng An khi đó có 5 vạn người, tù nhân có tới 16, 17 vạn. Chẳng trách khi Lang Trung lệnh Thạch Kiến dâng thư tâu việc, chữ mã viết thiếu nét, đã phải sợ đến kinh người. Những chuyện này đều xảy ra trong thời kỳ vị vua Hùng Tài Đại Lược Hán Vũ Đế cầm quyền. Vũ Đế luôn được coi là một giờ rồng các vị đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, chính là Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ. Vì vậy, Hán Vũ Đế luôn được coi là anh hùng. Nhưng tôi lại thấy, nền thống trị dưới bàn tay sắt của Vũ Đế, nghiệp tích anh hùng thì có, nhưng không có tinh thần anh hùng. Tào Tháo sống trong thời kỳ Hoàn, Linh, tình hình lúc này đã quá tồi tệ. Vương triều Đại Hán cùng với chế độ của mình, trong ngoài đâu đâu cũng đầy xác chết. Trên thực tế, từ lúc Vương Mãng cướp quyền đến sau khi Quang Vũ trung hưng, Vương triều Hán đã không thể phục hồi. Ngoại thích nắm quyền, hoạn quan chuyên chính, quân phiệt xưng hùng, gian thần liều mạng nắm quyền, tham quan ra tay vơ vét, trăm họ đành phải ăn nhờ đất Phật. Đạo đức suy đồi, tất cả là một mớ hỗn độn. Lúc đó có những câu dân ca, Đỗ Tú Tài, không biết chữ, Đỗ Hiếu Liêm, cha ở riêng, thẳng như dây cung, chết bên đường, cong như cái móng, được phong hầu, rõ ràng thiếu liêm ít xỉ, miệng thật lòng giả đã thành mốt. Chẳng có gì là lạ, vương triều ấy, chế độ ấy không dùng được người quân tử, tất sẽ nuôi được kẻ tiểu nhân, đã không nghe được lời nói thật, mọi người đành phải nói lời giả. Khi nhiều người phải lén lút, run sợ, như rùa rụt cổ, chuột giả vào hang, khi ham muốn quyền lực phình lên cực độ, ham muốn vật dục ngang ngược bành trướng thì ti tiện được khích lệ, cao quý bị đả kích, làm gì có khí chất anh hùng, tinh thần cao quý, làm gì còn hổ và báo. Có chăng chỉ là chó và dê, chó thô bỉ đó là từ con sói ác độc biến thành, còn dê tầm thường chính là con sói khoác da dê, hơn nữa là con sói lông vàng. Nếu lúc này đột nhiên xuất hiện một chú hổ hoặc báo thì sẽ ra sao đây? Mọi người sẽ coi chúng như quái vật, giống con vịt trong chuyện cổ tích, nói con thiên nga nhỏ bé kia là con vịt nhỏ xấu xí. Nhưng đó chỉ là lời mấy chú vịt cười nhạo chú vịt con xấu xí, mấy con chó thô tục và mấy con dê tầm thường kia sẽ nhất tề xông lên, tỏ vẻ mặt hoa ra phấn cho hổ và báo kia xem. Vận mệnh Tào Tháo là như vậy. Vận mệnh của Tào Tháo như đã được quyết định từ trước. Con người Tào Tháo lúc nhỏ chừng như là thiếu niên có vấn đề, nhiều chỗ giống với Lưu Bang, Hạng Vũ thuở nhỏ, có điều Tào Tháo thích đọc sách hơn hai người kia. Sử sách nói, lúc nhỏ Tào Tháo thích ưng bay chó chạy, phóng đãng vô độ. Người chú không vừa mắt khi thấy cảnh đó, thường nhắc nhở Tào Tung phải thường xuyên trông nom thằng bé này. Tào Tháo biết chuyện, liền nghĩ quỷ kế để đối phó với ông chú lắm chuyện. Một hôm, Tháo nhìn thấy ông chú từ xa đi tới, liền vờ méo miệng sệt môi. Chú đến hỏi vì sao, đáp đột nhiên trúng gió. Lập tức người chú đến báo với Tào Tung. Lúc Tào Tung gọi Tào Tháo đến xem, đã chẳng thấy có chuyện gì. Nhân đó Tào Tháo nói thêm, làm gì có chuyện con trúng gió. Có thể chú không thích con nên mới nói bừa như vậy. Đã có chuyện sói đến rồi làm vật đệm, từ đó về sau người chú có nói gì đi chăng nữa, Tào Tung đều không tin. Thực tình thì Tào Tung không quan tâm nhiều đến việc dạy dỗ đứa con này. Tào Tháo làm thơ nói, ký dĩ tam tỷ giáo, bất văn quá đình ngữ, dịch nghĩa, chưa từng được nghe dạy dỗ về tam tỷ, cũng chưa từng được nghe về quá đình, tam tỷ là nói mẹ thầy Mạnh Tử. Đã rời nhà đến 3 lần, để con có hoàn cảnh tốt, còn quá đình là nói, con Khổng Tử 2 lần đi qua sân, đều bị cha gọi lại để giáo dục, lần 1 bảo con học thi, lần 2 bảo con học lễ. Xem ra, từ nhỏ Tào Tháo không được cha mẹ dạy bảo, là con nhà không mấy gia giáo. Vì thế, Tào Tháo chơi bời phóng đãng, không màng sự nghiệp, không khác mấy với Lưu Bang lúc trẻ rượu trẻ trai gái, không nghĩ chuyện làm ăn, gia đình. Bạn bè của Tào Tháo như Viên Thiệu, Trương Mạc cũng cùng một loại. Họ thường tụ tập ầm ĩ, cũng lắm chuyện ra trò. Một lần có một người kết hôn, Tháo và Thiệu đến xem, rồi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện cướp cô dâu. Cả hai đã trốn vào trong vườn, chờ lúc trời tối mới gào to, có trộm. Khi người đến dự hôn lễ chạy hết ra ngoài, nhân lúc rối loạn, Tào Tháo liền chạy vào động phòng cướp dâu. Vì quá hốt hoảng, đi đường không khéo, Viên Thiệu rơi vào bụi gai bên đường, không sao thoát ra được. Trong lúc nguy cấp, Tào Tháo sinh kế, liền gào lên, trộm ở đây. Vì sợ quá Viên Thiệu bật mạnh, cả người thoát khỏi bụi gai. Những quỷ kế như vậy, Tào Tháo có rất nhiều, trách gì Tam Quốc Chí từng nói Tháo là ít nhạy bén, nhưng tài ứng biến. Một đứa trẻ thích chơi những trò ác như vậy, hẳn nhiều người sẽ không thích, họ xem thường Tào Tháo.
nhưng Thái úy Kiều Huyền lại nói Tào Tháo là tài giỏi nhất đời, bình định thiên hạ sau này chính là Tào Tháo. Vì vậy, Tào Tháo tuy ngang bướng nghịch ngợm, không có phép tắc, nhưng không phải con em nhà lưu manh ác độc, con em nhà quyền quý bình thường. Tào Tháo tài võ tuyệt vời, không ai hại nổi, bác học quân thư, nhiều nhất là binh pháp, đúng là nhân tài mà loạn thế đang cần. Vì vậy Kiều Huyền rất tin tưởng Tào Tháo, gửi gắm cả vợ con, còn đề nghị Tháo kết giao với Hứa Thiệu, xem Hứa Thiệu nói thế nào. Hứa Thiệu tự Tử Tương, người Bình Dư, Nhữ Nam, nay là Bình Dư, Hà Nam, là nhà bình luận, nhà giám thướng nổi tiếng nhất thời đó. Thường cứ vào mùng một hàng tháng, Hứa Thiệu bình phẩm nhân vật đương thời, gọi là Nguyệt Đán Bình, còn gọi là Nhữ Nam Nguyệt Đán Bình. Bất luận là ai, một khi được bình, thì thân giá cao lên gấp bội, người đời lưu truyền, coi đó là lời đẹp. Nên nhớ rằng, thời lục triều Hán Ngụy, bình phẩm nhân vật là việc lớn trong xã hội. Bất kỳ ai muốn bước vào xã hội thượng lưu, buộc phải có sự giám định của nhà phê bình quyền uy, qua đó quyết định thân giá của mình. Giống như trong thị trường nghệ thuật được các nhà phê bình quyền uy cho là tốt, mới bán được giá cao. Đương nhiên Tào Tháo cũng hy vọng có được lời bình tốt từ Hứa Thiệu, nhưng phải chăng bình phẩm Tào Tháo rất khó. Nên Tào Tháo chỉ nhận được lời bình như mọi người đã biết, là năng thần trị thế, là gian hùng thời loạn. Nghe nói để có được lời bình của Hứa Thiệu, Tào Tháo đã mất nhiều tâm sức, nhưng mặc cho Tào Tháo cầu xin đến mấy, Hứa Thiệu vẫn không chịu nói. Cuối cùng, bị bức đến hết cách, Hứa Thiệu mới nói ra câu đó. Và như vậy, chúng đã hiểu rõ cuộc đời Tào Tháo tận khi đậy nắp quan tài. Hiển nhiên, Hứa Thiệu cũng đã thấy rõ Tào Tháo là một nhân vật. Còn như là năng thần hay là gian hùng, còn phải xem Tào Tháo ở trị thế hay loạn thế. 2. Trở thành nhân vật là tố chất, ở vào thời nào lại là vận khí. Vận khí Tào Tháo không tốt, Tào Tháo ở vào thời loạn là gian hùng, e đó là điều định sẵn. Thực tình thì ngay từ đầu, Tào Tháo đã muốn là năng thần. Năm 174 công nguyên, 20 tuổi, Tào Tháo được cứ là Hiểu Liêm. Hiểu là Hiểu Tứ, Liêm là Liêm Sỉ, có được xưng hiệu đó là có được bước thứ nhất vào chốn quan trường, giống ngày nay có bằng cấp là có khả năng thi làm quan chức. Ít lâu sau, Tào Tháo được bổ nhiệm làm Bắc Bộ úy Thành Lạc Dương, phụ trách trị an phía Bắc Thành Lạc Dương. Là chức quan không to, bổng lộc 400 thạch, quyền không lớn, nhưng trách nhiệm lại rất nặng, rất nhiều phiền hà. Dưới chân thiên tử, quyền quý đông đúc, đố ai dám đụng tới họ. Nhưng công việc trị an trên phần đất kinh đô không thể không duy trì. Nên vừa tới nhiệm sở, Tào Tháo đã thay mấy toàn bộ viên chức nơi nha môn, cho làm nhiều chiếc gậy năm màu, treo ở mỗi bên cửa lớn 10 chiếc. Ai phạm lệnh cấm, kể cả cường hào, đều bị đánh chết. Sau đó mấy tháng, quả nhiên có người tìm đến xin chết. Đó là chú của hoạn quan Kiền Thạc được linh đế sùng tín. Ỷ thế có đứa cháu miệng thét ra lửa, hắn không thèm để ý tới lệnh cấm của Tào Tháo, ngang nhiên vi phạm lệnh cấm đi đêm. Tào Tháo rất tỉnh táo, lập tức cho lấy gậy năm màu đánh chết hắn. Đúng là giết một, hàng trăm người phải sợ, kinh đô thu mình lại yên ổn không ai dám phạm, tình hình trị an chuyển biến tốt, Tào Tháo làm chấn động cả trong triều ngoài dã. Chừng từ năm 174 xuống núi, năm 189 khởi binh, trong vòng 15 năm, Tào Tháo vẫn còn muốn là năng thần. Tào Tháo từng là Bắc Bộ úy Lạc Dương, Tế Nam tướng, Thành Cổ ở phía đông huyện Lịch Thành, Sơn Đông ngày nay, Điển Quân hiệu úy. Trong đó, một lần bị miễn chức, hai lần tử quan, ba lần bị triệu làm nghị lang. Trong chốn quan trường chìm nổi, Tào Tháo đã hiểu rõ mọi chuyện trong triều và quan viên. Tào Tháo thấy rõ, vương triều Đông Hán đã hết thuốc chữa, thiên hạ đại loạn không thể thay chuyển. Và dù không loạn lạc, thì triều đình và quan trường hủ bại kia cũng không cần có năng thần trị thế. Tào Tháo từng dâng thư lên triều đình, nói hết mọi điều tệ hại, nhưng như cát lún xuống không có hồi âm. Là Lạc Dương úy, Tào Tháo hành luật nghiêm minh, đả kích cường hào. Là Tế Nam tướng, Tào Tháo trị quan sạch dân, địa phương yên bình. Tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để có thể chỉnh đốn triều cường, thay đổi tình thế, cũng chưa thể có nhiều ảnh hưởng. Mọi cố gắng của Tào Tháo cho vương triều sắp tàn lụi đều như muối bỏ biển, chẳng nên công cán gì. Đối với bọn quyền thần hoành hành bá đạo thì chỉ như châu chấu đá voi, trứng chọi với đá. Sở dĩ Tào Tháo còn chưa bị họa sát thân vì đằng sau còn có Tào Đằng chống đỡ. Lúc này triều đình lại mượn cớ Tào Tháo thông tỏ cổ học nên nhiều lần để Tào Tháo nhận chức nghị lang, nhàn rỗi có chức không quyền, triều đình không trọng dụng. Một lần nữa, Tào Tháo không thể không nghĩ lại về chọn lựa con đường của đời mình. Xem ra,
không thể là năng thần chỉ thế, đành phải là gian hùng vậy. Kỳ thực là gian hùng sẽ càng dễ nghiện hơn là năng thần. Trung mà vô năng là ngu tối, năng mà không trung là gian, đều không là năng thần. Nhưng chỉ là vừa trung vừa năng thì chưa đủ, còn phải được mọi người thừa nhận. Rất khó để có được điều kiện thứ ba. Vì vậy, nghi ngờ năng lực của người khác là thứ bệnh thông thường của quan trường. Nghi ngờ bể tôi không trung là căn bệnh thông thường của đế vương. Vì vậy năng thần có kết cục tốt trong lịch sử là không nhiều. Khi sống không bị giáng chức thì khi chết cũng bị chửi, là năng thần mà khi sống lẫn khi chết đều không bị người đời đàm tiếu, e chỉ có mình Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng sống rất mệt. Hình tượng Gia Cát Lượng bị méo mó ghê gớm. Nói chung, mọi người luôn cảm thấy Gia Cát Lượng sống rất thoải mái. Dù gặp bất kỳ chuyện gì thì hầu như Gia Cát Lượng đều biết trước kết quả. Có nhiều mưu kế hay, thậm chí còn viết thành lời, cho vào túi kín. Khi gặp việc người chấp hành chỉ cần dở ra xem. Bản thân không chỉ cần ra trận giết giặc, cũng không phải lao tâm khổ tứ, chỉ cần cuốn khăn lên tóc, phe phẩy chiếc quạt lông, pha bình trà hoa cúc, bày bàn cờ vây, rồi nói cười cười mà giặc mạnh đã tan thành mây khói, thoải mái biết chừng nào. Kỳ thực, Gia Cát Lượng cũng chịu rất nhiều áp lực tâm lý. Lưu Bị và Gia Cát Lượng, quân thần gặp nhau luôn là tấm gương để đời, được xem là vua nhân tôi trung, vua sáng tôi hiền. Nhất là câu chuyện ba lần đến lều cỏ nổi tiếng, đã hàng ngàn năm nay khiến cho những văn nhân giáp danh ra làm quan lại muốn ra vẻ khệnh khạng kia, thèm muốn đến muốn chết. Thực ra thì giữa hai người luôn có nghi kỵ và đề phòng. Quan hệ vua tôi không phải là quan hệ bè bạn, người được tín nhiệm nhất cũng là người cần nghi ngờ nhất. Vì hai bên quan hệ lâu dài, đi lại thân tình, thấu hiểu ngọn ngành, người kia có bao nhiêu cân lạng, lòng dạ người này đã tính toán đủ. Đó là điều không thể đề phòng. H.A.I. nhớ lại câu chuyện gửi con ở thành Bạch Đế, bề ngoài như không có đề phòng gì cả, vô cùng tín nhiệm, kỳ thực đó là nghi kỵ, đề phòng rất kín kẽ. Lưu Bị nói với Gia Cát Lượng, ta giao phó đứa trẻ này cho ngươi, nếu thấy nó còn được thì giúp nó, không được thì phế bỏ, lấy mà thay. Đó là nói vui, Lưu Thiện vô năng, rõ ràng là vậy, sao còn phải xét phải dùng. Chính vì biết rõ, Gia Cát Lượng tài gấp 10 lần Tào Phi sợ con mình không được trọng dụng, nên không yên tâm, nên đã cố ý nói thật rõ, nói bằng hết. Gia Cát Lượng là người thông minh, đã tỏ thái độ, hạ thần dám đem hết sức phò tá, tỏ hết dạ trung trinh cho đến chết. Quyết một lòng giúp A Đầu, tuổi bằng cậu học sinh cấp 3, mà trí tuệ bằng cậu học sinh cấp 2. Trần Thọ nói, Lưu Bị gửi con lòng dạ ngay thẳng, quân thần thành thực chí công, nếp sống của muôn đời. Nói như vậy nếu không phải nịnh bợ thì cũng là mù tịt. Đúng như lời Tôn Thịnh, nếu gửi con cho người tốt, việc gì phải nói mấy câu vô bổ đó, nếu gửi con cho người xấu, hóa ra đã chỉ đường cho họ làm phản. May sao Lưu Thiện lại yếu đuối ngu tối, không hay nghi ngờ, Gia Cát thì uy lực, đủ để kiểm soát tình hình, những kẻ khác ý, không làm được gì. Nói như vậy chỉ đúng được một nửa, Lưu Bị gửi con thành công vì Gia Cát Lượng đã nhận lời và ông là người biết giữ lời, cẩn thận, tỉ mỉ, nên mới không xảy ra chuyện. Còn như nói Lưu Thiện không nghi kỵ, thù hằn là không đúng. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, dân chúng các nơi trong thục đều tưởng nhớ, muốn dựng miếu thờ. Lưu Thiện không phê chuẩn, nói là chưa hề có tiền lệ. Rõ ràng trong thâm tâm, Lưu Thiện có thù sâu oán nặng với Gia Cát Lượng. Sự thực thì một hoàng đế dễ dàng ghen tị với một đại thần năng lực hơn mình, hơn nữa với một người đầu óc không thông tuệ, thì ghen tị, thù hận càng sâu đậm. Vì vậy, tất cả những kẻ kém cỏi đều giống nhau, chỉ cần có quyền lực, liền cảm thấy mình là nhất, rồi huy ảnh hoang. Một khi thế cấp dưới mạnh hơn mình, liền tự hổ thẹn thành giận dữ, quyết tìm mọi cách để loại bỏ. Lưu Thiện cũng như vậy, chỉ vì có tâm giặc không có gan giặc, có gan giặc lại thiếu sức giặc. Nên đành phải làm một chút gì đó sau lúc Gia Cát đã qua đời, để uy phong một chút, tỏ ra mình cũng là một nhân vật. Cho dù Lưu Thiện thực bụng coi Gia Cát Lượng như cha mình thì cũng còn ý nghĩa gì. Thực ra thằng cha này quá ngốc, không chỉ là ngốc mà còn vô lương tâm. Sau khi là tù binh, Lưu Thiện được đưa về Lạc Dương, được phong An Lạc huyện hầu. Một hôm, Tư Mã Chiêu mời Lưu Thiện ăn cơm, trong bữa ăn có đồng ý cho biểu diễn bài ca nước thục. Các cựu thần nước thục ngồi nghe đều rơi lệ, chỉ có Lưu Thiện là không, chỉ lo ăn uống, cười vui như không. Tư Mã Chiêu ngậm ngùi nói, một người vô tình tới mức này sao, con người vô tình tới mức này. Một hôm khác Tư Mã Chiêu hỏi Lưu Thiện, có nhớ nước thục lắm không?
Lưu Thiện trả lời luôn, ở đây vui lắm, không nhớ nước Thục. Cựu thần Khích Chính nghe vậy đã nói với Lưu Thiện, lần sau có người hỏi thì nói là phần mộ tổ tiên đang ở xa tận Lũng, Thục, không ngày nào là không tưởng nhớ, sau đó thì nhắm mắt lại. Sau này Tư Mã Chiêu lại hỏi, Lưu Thiện đã nói và làm đúng như vậy. Tư Mã Chiêu nói, nghe như là lời của Khích Chính vậy. Lập tức Lưu Thiện mở mắt, vừa sợ vừa vui nói, đoán đúng rồi, chính là ông ấy. Mọi người chung quanh đều không nhịn được cười. Đương nhiên, cũng có thể là để giữ mạng, Lưu Thiện đã vờ ngốc. Nhưng dù là vờ ngốc, Lưu Thiện cũng không có lương tâm. Trên thực tế, ngoài câu nói ở đây vui lắm, không nhớ Thục, Lưu Thiện không có cống hiến gì cho lịch sử Trung Quốc. Liệu có ý nghĩa gì khi phò tá loại người như vậy? Vì thế, Gia Cát Lượng rất mệt, vừa muốn lấy thiên hạ, vừa phải dỗ trẻ con, vừa sợ mấy ông già khác ý, vừa sợ nhỏ không vui, có thể không mệt sao? Trong thực tế, Gia Cát Lượng không giống quân sư mà giống quản gia. Từ việc lớn đến việc bé, Gia Cát Lượng đều phải để mắt tới, tự xem tự làm, tức là tự mình làm. Do tình thế ép buộc, do tính cẩn thận nên Gia Cát Lượng phải làm vậy. Nếu không làm như vậy, thì làm sao có thể nắm quyền lớn mà dân không nghi? Gia Cát Lượng rất sợ phạm phải sai lầm. Lao động mệt mỏi đã tổn hại sức lực của Gia Cát Lượng, áp lực nặng nề khiến Gia Cát Lượng mất ăn mất ngủ. 3. Năm 234 công nguyên, Gia Cát Lượng ngã bệnh và qua đời ở Ngũ Trượng Nguyên, trên đường Bắc Phạt, hưởng thọ 54 tuổi, ít hơn Tào Tháo 12 năm. Gia Cát Lượng vốn người rất khỏe. Trần Thọ nói Gia Cát Lượng thân cao dám thước, dung mạo rất đẹp, người người khen ngợi, là một trượng phu anh tuấn. Nếu không vì lao động quá sức, tâm lực hao mòn, sao có thể qua đời vào những năm tháng đầy sức sống như vậy? Gia Cát Lượng đã thực hiện xong lời hứa, cúc cung tận tuy cho đến lúc chết. Thực tình thì Gia Cát Lượng vì mệt mà chết. 4. Làm hoàng đế đương nhiên là tốt, có điều phải xem làm như thế nào, và muốn làm nhưng không làm nổi. Nếu làm như Lưu Hiệp, Hiến Đế, thì thà đừng làm, nếu giống như Viên Thuật thì ngang như tìm đến cái chết. Con người Viên Thiệu tỏ ra rất ngang bướng. Viên Thuật xuất thân thế tộc, môn đệ cao quý. Cao tổ phụ Viên An là tư đồ thời Trương Đế. Thúc thái tổ phụ Viên Thưởng là Tư Không. Tổ phụ Viên Thang từng là Tư Không, tư đồ, thái úy. Cha là Viên Phùng làm Tư Không, chú Viên Quỳ là thái phó. Quan chế thời Đông Hán, thái úy, tư đồ, Tư Không gọi là Tam Công, coi sóc mọi việc, địa vị cùng quyền hạn cao nhất trong trăm quan. Bốn đời tổ tiên nhà Viên Thuật, từ các cụ đến cha, đều có người nhận chức Tam Công, nên gọi là Tứ Thế Tam Công, là gia tộc hiển hách đầy quyền uy nơi chốn quan trường. Viên Thuật huyết thống cao quý như vậy, nhưng tính tình lại khùng khùng điên điên, thường không coi ai ra gì, kể cả người anh là Viên Thiệu. Viên Thiệu, Viên Thuật đều là con của Viên Phùng. Viên Thiệu tuy lớn tuổi nhưng là con vợ bé, nên gọi là Thứ Xuất. Viên Thuật là em, nhưng là đích xuất, vì vậy tự cho mình là cao nhất. Thời kỳ quân phiệt cắt cứ, anh em Viên Thiệu, Viên Thuật nắm binh quyền tự lấy làm oai, nhưng thực lực của Viên Thiệu chừng như mạnh hơn. Uy vọng tương đối cao, nhân duyên cũng tốt hơn, vì vậy đa phần chư hầu hào kiệt đều dựa vào Viên Thiệu. Viên Thuật từ hổ thẹn thành giận dữ, lớn tiếng mắng bọn chư hầu không biết thế nào là phải trái, là đích thứ, không theo về người có huyết thống cao quý, lại theo kẻ nô tài nhà họ Viên. Còn viết thư cho Công Tôn Toản nói, Viên Thiệu là con của A Hoàn, không phải giống nhà họ Viên. Điều đó không chỉ làm Viên Thiệu tức giận, còn tạo nên ảnh hưởng rất xấu, đó chính là nguyên nhân khiến sau này Viên Thiệu thất bại. Chỉ là kẻ ngông cuồng, tự đại, đầu óc đơn giản đến như vậy mà ngày nào cũng mơ làm hoàng đế. Trong tay Tôn Kiên có ngọc tỷ truyền quốc. Năm 189, Thái giám Trương Nhượng cùng một số kẻ khác làm loạn, để rồi sau này ngọc tỷ rơi vào tay Tôn Kiên. Sau khi biết tin, Viên Thuật cho bắt phu nhân Tôn Kiên làm con tin và đoạt lấy. Có bảo bối lại hiểu nhầm mấy câu về trong dân gian, Viên Thuật cảm thấy làm hoàng đế Trung Quốc ngoài mình ra không phải ai khác. Mùa xuân năm 197, chờ đợi đã mỏi mòn, Viên Thuật đành chính thức xưng đế. Lúc này Tào Tháo đã nắm Hiến Đế trong tay, rời đô về Hứa Xương, có thể ép thiên tử lệnh chư hầu, đâu có dễ để Viên Thuật hung hăng bắn nhắn. Tất nhiên, Tào Tháo cần phải loại bỏ thằng hề này. Và Viên Thuật đâu phải đối thủ của Tào Tháo. Kết quả là bại rồi lại bại. Năm 199, Viên Thuật binh bại như núi lở, chúng phản thân ly. Cuối cùng tự thấy mình không thể là hoàng đế liền quyết định chuyển ngọc tỷ truyền quốc sang cho Viên Thiệu. Vì đây là bảo bối,
Viên thuật không nỡ vứt, cũng không thể tùy tiện đem cho người khác, chuyển sang cho anh là hợp lý. Lúc này đã nhận Viên Thiệu là anh em, gì thì gì vẫn là người họ Viên. Nhưng ngay cả ý nghĩ đó, Viên thuật cũng không được như ý, vì Tào Tháo đã phái Lưu Bị chờ sẵn ở Hạ Bì, thành phố Bì Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay, chờ Viên thuật đến nộp mạng. Không còn cách nào khác, Viên thuật đành phải quay về Hoài Nam. Lúc chạy đến Giang Đình, cách Thọ Xuân, nay là huyện Thọ, An Huy, 80 dặm, Viên thuật ngã bệnh, ô hô ai tai, làm hoàng đế được 3 năm rưỡi, nhưng là giả, không ai công nhận. Nghe nói Viên thuật chết rất thảm. Lúc Viên thuật chết, xung quanh không còn chút lương thực nào. Hỏi nhà bếp và được trả lời, còn 30 hộc lúa mạch, 10 đấu là một hộc. Nhà bếp nấu và bưng lên, nhưng Viên thuật không thể nuốt được. Bấy giờ là tháng 6, trời nóng như thiêu như đốt, Viên thuật muốn uống một chút mật ong nhưng cũng không có. Viên thuật một mình trên giường, than thở hồi lâu, rồi đột nhiên kêu lên rất thảm. Viên thuật ta, sao có thể rơi vào tình thế này? Gào xong thì ngã vật xuống đất, nôn ra hơn đống máu và nhắm mắt. Lẽ ra Viên thuật đã phải nghĩ mình sẽ có kết cục như thế này. Ngay từ khi hắn có ý xưng đế, rất nhiều người đã khuyên Viên thuật không nên manh động làm bừa. Người thân hơn như bái tướng Trần Khuê không tán thành, mấy thuộc hạ như Diêm Tượng và anh em Trương Phạm, Trương Thừa cũng không tán thành, Tôn Sách từ Giang Đông có thư tới phản đối. Diêm Tượng nói, năm đó Chu Văn Vương có tới U Hải phần ba thiên hạ mà vẫn thần phục nhà Ản. Nay ngài không bằng Chu Văn Vương, Hán Đế cũng không phải Ân Trụ Vương, sao có thể lấy mà thay? Trương Thừa đại diện cho Trương Phạm cũng nói, lấy được thiên hạ hay không là ở Đức không ở Đông. Nếu mọi người theo về, thiên hạ ủng hộ, thì có là một thất phu, cũng có thể thành vương đạo bá nghiệp. Đâu có phải, cứ là con nhà quyền quý mới làm được hoàng đế. Tiếc rằng, những lời chung khó nghe đó, Viên thuật đều bỏ ngoài tai. Rõ ràng Viên thuật đã tối mắt vì lợi. Chỗ ngu xuẩn nhất của Viên thuật, khi mọi người đều đang muốn làm hoàng đế, nhưng đều không dám lộ mặt thì Viên thuật đã nôn nóng, vội giơ đầu chịu báng. Nên nhớ, một trong những truyền thống văn hóa Trung Quốc là bắn con chim ra trước, thanh dui lộ ra ngoài dễ bị mục. Nhất là trong đám quần hùng cát cứ, thế lực ngang nhau, đích ngắm của mọi người sẽ là đầu kẻ ra trước. Bọn Viên Thiệu hiểu được điều đó, nên dù có ham muốn đến mấy, họ cũng cố nhịn. Tào Tháo càng sáng suốt hơn. Tôn Quyền khuyên Tháo xưng đế, Tháo đã nhìn thấu mưu mô của Tôn Quyền, thằng nhóc này muốn đẩy ta lên chảo lửa đây. Viên Thuật đã không hiểu, Thuật cho rằng mình cứ xông lên sẽ chiếm được thế mạnh, liệu mọi người còn làm được gì? Vì vậy Thuật vội vã tuyên bố mình là hoàng đế. Nào ngờ xưng hiệu hoàng đế không phải thương hiệu, Thuật cũng không phải là vừa. Kết quả không chỉ tự ném mình vào lửa mà còn chơi với lửa nên đã bị lửa thiêu. Trong thực tế, có làm được hoàng đế hay không, không liên quan gì tới việc giành trước giành sau, mà quan hệ tới thực lực và điều kiện lúc đó. Và dù điều kiện có thuận lợi, cũng phải làm cho khéo, phải vờ từ chối, nhường nhịn. Sau ba lần như vậy, mới giả bộ thuận theo ý trời, lòng dân mà nhận, tuy trong bụng còn đầy ấm ức. Đương nhiên đó là điều giả dối. Nhưng người Trung Quốc luôn làm như vậy. Nếu không giả dối như vậy, e sẽ bị coi là đồ vô sỉ. Viên thuật không có điều kiện và thực lực, lại không tuân theo trình tự các thao tác đã định, nên thuật không chỉ là kẻ thù của Tháo và những người khác, mà còn là kẻ thù của nền văn hóa Trung Quốc. Thêm vào đó, thuật bản tính kiêu ngạo, cho mình là nhất, không lo phép tác, xa xỉ vô độ, ngang nhiên vơ vét, coi dân như cá thịt, nên càng mất lòng dân. Dưới sự cai trị của Thiệu, Giang Hoài rỗng không, nhân dân phải ăn thịt lẫn nhau. Còn thuật, ngày ngày sơn hào hải vị, binh sĩ dưới quyền thì người người chết vì đói, chết vì lạnh. Một loại vô liêm sỉ như vậy không thất bại mới là lạ. Chú thích. 1. Trong kinh kịch hoặc hí khúc Trung Quốc, vai diễn vẽ mặt trắng là vai phản diện, gian ác. 2. Gọi là năng thần trị thế, gian hùng thời loạn, có thể giải thích là năng thần trị lý thiên hạ, gian hùng nhiễu loạn thiên hạ. Như vậy, gian hay năng còn tùy thuộc vào nguyện vọng chủ quan của Tào Tháo. Ở đây không bàn tới, tác giả. 3. Gia Cát Lượng từng dâng biểu lên Lưu Thiện nói, từ ngày nhận mệnh, ngủ không yên giấc, ăn không ngon miệng. 4. Thục, Ngụy giao chiến, đối đầu ở Ngũ Trượng Nguyên. Thục sứ đến doanh trại quân Ngụy, Tư Mã Ý không hỏi việc quan, chỉ hỏi việc ăn uống nghỉ ngơi. Khi nghe nói Gia Cát Lượng tinh mơ đã dậy, tận khuya mới đi nằm, tù những việc như phạt quân 20 gậy cũng hỏi tới, liền đoán định luôn, Lượng rồi sẽ chết, tác giả. 2. Thiên tài và xuẩn tài.
rõ ràng, Tào Tháo thông minh hơn nhiều. Không phải Tào Tháo không có thực lực, điều kiện để làm hoàng đế. Nếu như nói, chí hướng ban đầu của Tào Tháo chỉ là làm một năng thần, hoặc là sau khi qua đời, có được dòng chữ trên bia mộ, mộ của Cố Trinh Tây tướng quân Tào Hầu. Vậy thì, sau này Tào Tháo lại tự giác hay vô giác đi vào con đường thẳng tới ngôi vị đế vương, cuối cùng chỉ còn cách đó một bước. Năm 196, Tào Tháo ép hiến đế, một cách khách khí, phải rời đô về huyện Hứa, đổi hiệu thành Kiến An, bắt đầu trở thành nhân vật quyền thế nhất trong triều. Năm 208, phế bỏ Tam Công, Tào Tháo là thừa tướng, nắm trọn đại quyền. Năm 213, hiến đế xuống chiếu, đem 10 quận Hà Đông sách phong Tào Tháo là Ngụy Công, ban thêm Cửu Tích. Tháng 7 cùng năm, Tào Tháo cho lập tông miếu Xá Tắc của Ngụy Quốc ở Nghiệp Thành. Tháng 11, Ngụy Quốc thiết lập Thượng Thư, Thị Trung và Lục Khanh, thực tế Tào Tháo đã trở thành vua của một công quốc. Năm 214, Tào Tháo bắt đầu hưởng thụ đãi ngộ của tước vương. Năm 215, hiến đế cho Tào Tháo quyền phân phong chư hầu, nắm quyền lực thái thú và quốc tướng. Năm 216, hiến đế tiến phong Tào Tháo là Ngụy Vương, thừa tướng Ngụy Quốc đổi là tướng quốc, tập tinh kỳ của thiên tử, ra vào xưng Cảnh Tất II. Về sau Tháo còn được hưởng những nghi lễ dành riêng cho thiên tử, như mũ có 12 chuỗi ngọc. Đến đây, Tào Tháo không chỉ nắm trọn chính quyền nhà Hán, mà về hình thức đã giống như thiên tử nhà Hán, khác chăng chỉ là danh hiệu hoàng đế, nhưng Tào Tháo lại không cần. Phải chăng Tào Tháo không muốn? Không, liệu có ai không hiểu làm hoàng đế là tốt, có ai không muốn làm hoàng đế? Thời đó, đúng như lời Vương Sán nói với Lưu Tông, nhà nhà muốn là đế vương, người người muốn là công hầu. Tào Tháo chưa có điều kiện chăng? Cũng không phải. Miền Bắc Trung Quốc về cơ bản đã thống nhất, Hán thiên tử đã chẳng còn gì, trong ngoài, trên dưới triều đình đều là người của Tào Tháo, quân lính của Tào Tháo chỉ còn chờ Tào Tháo ra lệnh. Tào Tháo bỏ không làm hoàng đế, tất nhiên, đó là mưu sâu trí xa của Tào Tháo và đồng thời cũng là nỗi khổ tâm của Tào Tháo. Thì ra, Tào Tháo đã dựa vào cái gọi là hưng nghĩa binh, trừ bạo loạn, phò tá thiên tử, vương thất. Bắt đầu khởi binh từ năm 189, đánh Đổng Trác, Viên Thuật, giết Lã Bố, dụ Hàng Trương Tú, đánh Viên Thiệu, bình Ô Hoàn, diệt Lưu Biểu, đuổi Tôn Quyền, định Quan Trung, đánh Lưu Bị, luôn với danh nghĩa Tôn Hán, dương cao ngọn cờ đánh đuổi nghịch tặc. Sau khi để hiến đế rời đô, còn là phụng thiên tử lệnh kê không thần phục. Đó là vốn liếng chính trị của Tào Tháo và cũng là gánh nặng về chính trị của Tào Tháo. Tào Tháo còn phải gánh tiếp phần gánh nặng đó. Vứt bỏ gánh nặng đó cũng đồng thời là vứt bỏ ngọn cờ của mình. Không còn ngọn cờ đó, Tào Tháo sẽ dựa vào cái gì để hiệu triệu thiên hạ, thu phục lòng dân? Đúng vậy, trong đấu tranh chính trị, ngọn cờ là quan trọng nhất. Viên Thuật mất cờ, thân bại danh liệt, Viên Thiệu dương cờ không cao, nhà tan người mất, Tôn Sách, Lã Bố, Lưu Biểu không cờ hiệu. Cũng chẳng làm nên trò trống gì, Lưu Bị dựa vào danh nghĩa là hoàng thúc, dương cao cờ, để từ không thành có, từ yếu thành mạnh. Những bài học kinh nghiệm trước mắt, Tào Tháo không thể không biết. Vì thế, Tào Tháo đã nhiều lần bộc bạch với người thiên hạ, Tào Mỗ tuyệt không cướp ngôi nhà Hán. Nhiều nhất là muốn làm Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công hoặc Chu Công. Thành vương lúc nhỏ, nếu không có Chu Công, há chẳng bị quản thúc, sái thúc thoán vị rồi sao? Như hiện nay, nếu không có Tào Mỗ, thì không rõ đã mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Đó là sự thực và rất phiền hà. Vì việc không cho người khác làm, thì chính mình cũng không nên làm hoặc ít ra cũng đừng làm một cách trắng trợn. Luôn đi bắt giặc lại thành giặc, chẳng phải là giặc lại hô hào bắt giặc hay sao? Việc giặc hô hào bắt giặc không phải Tào Tháo chưa từng làm, nhưng việc cướp nước không giống như việc cướp dầu, không thể không nói tới sách lược chính trị. Hơn nữa, trong thâm tâm Tào Tháo cũng đã rõ, Lưu Bị, Tôn Quyền và mấy người trong triều đều không chịu an phận. Trong số họ có người muốn làm hoàng đế, có người muốn làm công thần, có người muốn mượn gió lật thuyền. Nhờ nước đục thả câu, chỉ là họ không nói ra. Không nói ra được, họ âm thầm lặng lẽ, chờ xem Tào Tháo làm như thế nào. Đương nhiên, cũng có những người gọi là chính nhân quân tử thực lòng thực bụng bảo vệ Hán thất. Họ luôn cảnh giác, chú ý mọi cử chỉ, lời nói việc làm của Tào Tháo. Nếu có gì sai, họ liền hợp lại để công kích. Nếu hậu viện bốc lửa thì cánh Lưu Bị, Tôn Quyền sẽ mừng rỡ, để rồi lửa đổ thêm dầu, thừa cơ làm loạn, bắt tay với phái phản đối trong triều, tìm cách chống trả. Nếu như vậy, thì thời cục sẽ rối ren,
những thành quả thắng lợi sắp đến tay bỗng dưng sẽ mất sạch. Tào Tháo biết quá rõ lợi và hại. Tốt thôi, các người không nói, ta cũng không nói. Các người vờ vĩnh, ta cũng vờ vĩnh. Tới lúc đó, xem ai là người không nhịn được. Đấu tranh chính trị là một nghệ thuật, chỉn chu nhất sẽ là dưa chín cuống rụng, cái gì đến rồi sẽ đến. Nếu khinh suất manh động quá sớm là hành động mù quáng, bị dẫn dụ mà không lộ tài mới là cao thủ. Tào Tháo là cao thủ, biết kìm nén nhẫn nhịn. Vì vậy, lúc Tôn Quyền dâng biểu xưng thần, thuộc hạ hết lời khuyên can, Tào Tháo mưu sâu trí xa, chỉ nói một câu thật thâm thúy. Khổng Tử từng nói, chỉ cần có ảnh hưởng tới chính trị là đã tham chính, việc gì còn phải làm tới chức này chức nọ. Nếu thiên mệnh trao cho ta, ta làm Chu Văn Vương là được rồi. Lời nói đầy tính sách lược, rất sinh động, đầy đủ ý tứ. Nó nói rõ, bản thân Tào Tháo không có ý tiếm ngôi, nhưng cũng không loại trừ khả năng con cháu sau này có thể thay triều đổi đại. Còn như bọn Tào Phi có làm điều đó không, còn phải xem thiên mệnh và khả năng của chúng. Làm được, ta là Thái Tổ, làm không xong, ta là Trung Thần. Tào Tháo tính toán thật tuyệt, huống hồ Tào Tháo còn là người thực dụng. Tào Tháo có câu danh ngôn, đừng mộ hư danh mà chuốc lấy họa thực. Chỉ cần bản thân có đầy đủ mọi thứ của thiên tử, còn cái hư danh gây tranh chấp rắc rối kia thì thiết gì. Sách lược của Tào Tháo là chơi con bài hoàng đế. Hoàng đế là con bài hay, vừa hư vừa thực. Nói là hư vì lúc này hoàng đế, đừng nói tới cương nghị độc đoán mà ngay cả bản thân cũng mất tự do, luôn phải nghe theo người khác, khác gì con rối. Vì vậy, hoàng đế là con bài có thể nắm trong tay. Nói là thực, vì không ai dám nói nó là giả, là không cần, mặc dù biết nó là giả, là thứ đồ trang trí, giống như chuyện cổ tích, không ai dám bảo hoàng thượng cơi chuồng. Mỗi khi hoàng đế ra chỉ thị, có hiệu lệnh, mọi người đều làm ra vẻ phục tùng, có một số việc đã được làm, không dám ra mặt phản đối. Vậy, đó là quân bài có tác dụng, hơn nữa còn là vương bài. Tào Tháo vốn chưa đủ tư cách để chơi con bài này, người có tư cách nhất là Viên Thiệu. Viên Thiệu là tứ thế tam công, có địa vị chính trị quân đông đất rộng, có sức mạnh quân sự. Nếu Viên Thiệu muốn nghênh đón thiên tử, người khác đành phải nhường. Hơn nữa, thư thụ, mưu sĩ của Viên Thiệu cũng thường xuyên nhắc nhở điều này. Nhưng tiếc là Viên Thiệu tầm nhìn hạn hẹp, trí lớn tài mọn. Các mưu sĩ khác bên cạnh cũng đều là hư danh, nhìn không ra. Theo quan điểm của những kẻ thiền cận đó, vương triều nhà Hán trải bao giống tố bão bùng, khí số đã hết, vậy khôi phục Hán thất liệu còn có ý nghĩa gì? Đã không tính tới chuyện cứu thời độ thế, chỉ cần nắm quyền qua chiến tranh chết chóc, thì việc nghênh đón hoàng đế là không cần thiết. Để thứ bảo bối đó ở bên mình, để ngày ngày phải xin chỉ thị, việc phải bẩm báo, thì phiền phức quá. Nghe lời hoàng đế thì mình chẳng có vai trò gì, không nghe lời thì lại trái lệnh, biết theo ngả nào. Còn Viên Thiệu thì sao? Cứ nghĩ đến việc Đổng Trác đã lập hiến đế, lại thấy hận thấy ghét, nên đã xóa bỏ ý nghĩ nghênh đón hiến đế. Thực ra, đó là ý nghĩ thiền cận của đám ếch dưới đáy giếng. Nên nhớ, dù đó là ý kiến của Mao Giới với Tào Tháo phụng thiên tử lệnh những kẻ chưa thần phục, dù là ý kiến của Thư Thụ với Viên Thiệu ép thiên tử lệnh chư hầu, đều không thực lòng muốn khôi phục Hán thất đã mục rỗng, mà chỉ là muốn biến hiến đế thành lá bài để sử dụng. Chỉ cần lá bài này là vương bài, thì cần gì phải biết nó từ đâu tới. Trời trên cao, hoàng đế ở xa, nhưng vị hoàng đế kia nếu là con rơi, thì ở gần một chút chẳng phải dễ thao túng, khống chế sao? Thỉnh thị hội báo, khấu đầu hành lễ, đương nhiên là cần. Người có chút đầu óc sẽ hiểu, chỉ cần qua loa một vài nghi thức thì nhất định hiến đế sẽ phê chuẩn cho bằng hết. Lúc đó hiến đế mới 16 tuổi, hãy còn là trẻ con. Lúc đầu nằm trong tay Đổng Trác, về sau lại do Vương Doãn và những người khác thao túng, chưa bao giờ cầm quyền thực sự. Lý Quyết, Quách Tị giao tranh, hai quân đang đối đầu trong thành Tràng An, hiến đế phái người đến giảng hòa, nhưng không ai theo. Đường đường là một đấng thiên tử, chưa nói đến hiệu lệnh thiên hạ, chỉ làm người hòa giải cũng không thành. Một vị hoàng đế đáng thương như vậy, nếu đến chỗ Viên Thiệu, sẽ làm thiên tử thế nào đây, để được sống tiếp cùng Viên đại nhân? Viên Thiệu cho rằng mình ở xa hoàng đế được tự do, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Cách tư duy của Viên Thiệu chẳng khác mấy với bọn cường nhân là thảo khấu chiếm núi xưng vương, khác hẳn với các bậc anh hùng hào kiệt có chí lo cho thiên hạ. Không thể để mất cơ hội, vì thời cơ sẽ không quay lại. Viên Thiệu còn do dự thì Tào Tháo đã nẫng tay trên. Tào Tháo có Mao Giới bày mưu tính kế,
lại có Tào Chiêu cùng những người khác dựng dàn Bắc giáo, nhanh chóng có được con bài hoàng đế trong tay. Lần này đến lượt Viên Thiệu chố mắt ra nhìn, Tào Tháo sau khi nghênh đón hiến đế rời đô về Hứa Xương, không chỉ không mất gì, không bị khống chế, ngược lại, còn thu được không ít lợi lộc. Tào Tháo được cả một vùng đất rộng lớn về phía nam sông Hoàng Hà, dân chúng vùng Quan Trung lũ lượt theo về. Quan trọng nhất là Tào Tháo có được nguồn vốn chính trị to lớn, không chỉ là anh hùng phục dựng lại Hán Thất, có được vị trí dưới một người trên vạn người, mà còn làm cho mọi phái phản đối ở vào vị trí bất lợi, bất nhân bất nghĩa. Từ đó bất kể là làm gì, sai khiến quan lại, mở rộng địa bàn hay là đánh phá những kẻ khác ý, dẹp bỏ kẻ thù chính trị, Tào Tháo đều có thể mượn danh nghĩa của hoàng đế, dù có bất nghĩa cũng trở thành chính nghĩa. Còn bọn đối thủ thì sao? Chúng rất bị động. Chúng muốn phản đối Tào Tháo thì trước hết là phạm tội phản đối hoàng thượng. Và dù có dương cao ngọn cờ thanh trừng cận thần xấu cũng còn xa mới bì được với Tào Tháo, có thể trực tiếp với danh nghĩa hoàng đế để xuống chiếu, vừa nhanh gọn, lại vừa lý tình đầy đủ. Như sau này Viên Thiệu muốn đánh Tào Tháo, Thư Thụ, Thôi Diễm đều nói, thiên tử ở Hứa, công phá Hứa Xương là phạm vào điều nghĩa. Gia Cát Lượng cũng nói, Tào Tháo ép thiên tử để lệnh chư hầu, điều đó là không thể giành. Tào Tháo nhanh chân hơn, được nhiều lợi hơn. Viên Thiệu hối hận, liền nghĩ ra biện pháp để bổ cứu. Viên Thiệu cho rằng Hứa Xương đất trũng, Lạc Dương bị phá hủy, yêu cầu Tào Tháo rời hiến đế về Quyên Thành, nay là huyện Quyên Thành, Sơn Đông, cách chỗ mình không xa, để cùng hưởng lợi từ lá vương bài này. Đúng là nằm mơ được lấy vợ, toàn nghĩ ra chuyện hay. Tào Tháo buồn cười và đã nghiêm chỉnh lấy danh nghĩa hoàng đế thả một đạo chiếu thư gửi cho Viên Thiệu, trách cứ Viên Thiệu. Đất rộng binh nhiều mà chỉ lo cho mình, không thấy Thiệu ra quân cần vương, chỉ thấy Thiệu luôn luôn công kích người khác. Viên Thiệu trộm gà không được lại mất toi gạo, chẳng kiếm trách được gì lại bị ăn mắng, vô cùng tức giận, đành phải nuốt giận vào lòng, dâng thư biện bạch. Như vậy, Viên Thiệu đã thua to về chính trị lẫn tâm lý. Thế rồi, lúc Tào Tháo lấy danh nghĩa hoàng đế bổ nhiệm Viên Thiệu là thái úy, phong nghiệp hầu, Viên Thiệu liền chối từ. Vì thái úy tuy là trưởng quan quân sự cao nhất cả nước, một trong tam công, nhưng địa vị lại thấp hơn tướng quân. Và đại tướng quân lúc đó không phải ai khác, chính là Tào Tháo, người mà Viên Thiệu luôn xem thường. Vì vậy, Viên Thiệu đã phẫn nộ nói với người khác, lẽ ra Tào Tháo đã chết đến mấy lần rồi. Lần nào ta cũng cứu hắn, bây giờ hắn lại giương ngọn cờ thiên tử để ra lệnh cho ta, là cái giống gì thế? Đúng là tính khí trẻ con và hẹp hòi. Ngược lại, Tào Tháo rất độ lượng, hiểu rõ lúc này chưa thể phản lại Viên Thiệu, liền dâng biểu từ chức đại tướng quân để nhường cho Viên Thiệu. Lúc này Viên Thiệu mới yên vì thấy mình không mất sĩ diện. Kỳ thực, Viên Thiệu không ở trong triều nên có hiệu lệnh cũng chỉ quanh quẩn trong địa hạt của mình. Vậy là đại tướng quân hay tiểu tướng quân cũng chẳng khác gì nhau. Hơn nữa, đây là chức vụ Tào Tháo nhường cho, vậy có gì là sĩ diện, ngược lại thấy rõ, tính khí quá trẻ con. Tào Tháo được cả sĩ diện lẫn tình cảm. Đương nhiên hiến đế cũng được lợi không ít. Trước khi đến Hứa Xương, hiến đế cùng các quan trọng triều đã gần như là kẻ ăn xin. Lúc đó ở Lạc Dương, từ thượng thư lang trở xuống đều ra ngoài kiếm rau dại ăn, có người đã chết vì đói hoặc bị loạn binh giết chết. Ở đây cuộc sống của họ được cải thiện nhiều, Tháo luôn tỉ mỉ tinh tế, chẳng khác gì một quản gia. Điều quan trọng hơn, hiến đế đã có chỗ ở ổn định, không còn là thứ hàng hóa đặc biệt không đáng một xu. Qua tay hết người này đến người khác, không còn lo sợ một ngày nào đó sẽ bị phế truất, bị sát hại. Hiến đế đã có thần hộ mệnh, được sống những ngày yên bình. Hoàng đế rất nhát gan, sống như một con rối đáng thương, nhưng nếu rơi vào tay Viên Thiệu, chắc sẽ còn thê thảm hơn. Hiển nhiên, quan hệ giữa Tào Tháo và hiến đế chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, Tào Tháo thực không đơn giản. Tài năng chính trị của Tào Tháo đã sớm bộc lộ, nhưng mọi người không nhìn ra. Trên chính trường cuối thời Hán, ban đầu người ta thấy Viên Thiệu tương đối tốt. Viên Thiệu dáng người đẹp, xử sự không tồi, được nhiều người đi theo. Vì vậy, Viên Thiệu mới được tôn là minh chủ của các lộ chư hầu, quyết định liên minh diệt Đổng Trác. Kỳ thực Viên Thiệu chỉ được cái tốt mã. Năm 189, Linh Đế băng hà, để lại hai người con, Lưu Biện 14 tuổi, Lưu Hiệp 9 tuổi, về cơ bản không khống chế nổi cục thế. Cục diện chính trị đang chao đảo. Tránh sao được cuộc tranh giành phân chia lại lợi ích và quyền thế, và cuộc tranh giành chỉ được hoàn thành sau những mưu mô quỷ kế, những cuộc trình biến nơi cung đình. Ai mạnh tay ác độc, người đó sẽ được lợi.
Vì vậy sau khi đại tướng quân Hà Tiến giết chết kẻ cầm đầu hoạn quan là Kiển Thạc, Viên Thiệu khuyên Hà Tiến đã làm là làm tới, giết cho bằng hết lũ hoạn quan. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng Hà Tiến thấy khó, vì người em gái của Hà Tiến là Hà Thái Hậu không đồng ý. Năm đó Hà Thái Hậu hạ độc Vương Mỹ Nhân, mẹ đẻ của Lưu Hiệp, suýt nữa bị Linh Đế phế truất, may nhờ có hoạn quan xin cho thoát nạn. Đương nhiên lúc này Thái Hậu không muốn xuống tay với hoạn quan. Thế rồi Viên Thiệu lại có ý kiến với Hà Tiến, khuyên nên triệu các mãnh tướng ở khắp nơi, nhất là Tịnh Châu Mục Đồng Trác về kinh, hòng uy hiếp Thái Hậu. Thực tế thì đây là ý kiến ngu ngốc, đến như trăm họ cũng đều rõ mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, nói chi tới một hung thần như Đồng Trác. E đó là dẫn sói vào nhà, và lại đây cũng chưa phải là việc cần làm. Tào Tháo đã nói, muốn giải quyết vấn đề hoạn quan, chỉ cần giết mấy tên hung hãn cầm đầu là xong. Chỉ cần đến một tên ngục lại là được, cớ gì phải triệu các tướng từ bên ngoài về. Kết quả, khi Đồng Trác còn chưa về kinh, Hà Tiến đã là quỷ dưới đao bọn hoạn quan. Đồng Trác vừa vào kinh, Hoàng đế đã bị phế, Thái Hậu bị đầu độc, Lạc Dương trở thành một biển lửa, điêu đứng hoang tàn. Đó đều là những việc tốt Viên Thiệu đã làm. Đúng là Viên Thiệu rất ngu xuẩn. Viên Thiệu đã dẫn một thế lực ác độc mà chính mình cũng không chế nổi về kinh. Đó là việc không nên làm, dù họ là quân nhân nghĩa hay quân bá vương cũng không nên. Hoạn quan vốn là những người không có địa vị, lòng dân, không có chính quyền binh lực. Cũng đúng như Tào Tháo đã nói, sở dĩ họ được thể, bởi họ gần gũi hoàng đế và được tín nhiệm. Nếu không được hoàng đế sùng tín, thì họ chẳng là gì cả. Giết gà cần gì đến dao mổ trâu, và chúng ta chưa có con dao đó. Dao ra khỏi vỏ là thấy máu, không có gà để giết thì phải giết trâu. Lũ Hà Tiến, Viên Thiệu chỉ là con bò ngốc, con trâu bướng bỉnh, đáng phải giết thịt. Nếu không phải Viên Thiệu chủ trương giết bằng hết bọn hoạn quan, bức bọn Trương Nhượng đến chỗ đường cùng, chó cùng dứt dậu, có lẽ Hà Tiến đã không phải chết sớm. Làm chính biến nơi cung đình thì tay phải mạnh, bụng phải ác, nhưng không phải là giết người thành thói, càng không phải giết bừa bãi, giết người vô tội. Đòn đánh mạnh nhất chỉ có thể nhầm vào kẻ địch hung hiểm nhất. Trên thực tế, đấu tranh chính trị là nhằm thay đổi nhân sự, phân chia lại lợi ích và quyền lợi, điều chỉnh quan hệ giữa người với người. Được nhiều người ủng hộ thì thắng lợi càng lớn, vì vậy phải đoàn kết số đông, đánh vào số nhỏ. Sao lại có thể giống như Viên Thiệu, không hỏi phải trái đúng sai, đã đòi giết bằng hết. Như vậy là tự chuốc thêm địch, mà địch càng đông thì kết quả chẳng hay ho gì. Tào Tháo không như vậy. Năm 200, Viên Thiệu đại bại trước Tào Tháo ở Quan Độ. Phần lớn quân nhu, châu báu vàng bạc, bản đồ của Viên Thiệu đều rơi vào tay Tào Tháo, bao gồm cả thư tín số người bên Tào Tháo, ngấm ngầm viết cho Viên Thiệu. Giấy trắng mực đen, chứng cứ như sơn, phạm những ai từng có thư từ đi lại với Viên Thiệu đều kinh hoàng lo lắng, suốt ngày sống trong sợ hãi. Nhưng Tào Tháo đã hạ lệnh cho đốt hết số thư tín đó. Tào Tháo đã giải thích, trong lúc Viên Thiệu còn mạnh, ngay ta cũng chưa biết có giữ nổi mình không, trách gì mọi người. Câu ấy lại càng được lòng người, chưa nói tới số người còn đang nghi ngờ, đắn đo chọn lựa. Ngay cả những người không dính líu gì đều rất cảm kích trước tấm lòng khoan dung, độ lượng, cách đối nhân xử thế của Tào Tháo. Tào Tháo nói rất hay, tính toán thật tinh tế. Tào Tháo hiểu rất rõ, một khi sự việc bại lộ, không phải chỉ có một hai người bị xử lý. Vì trong tình trạng địch mạnh ta yếu, thắng thua chưa rõ, thì ai chẳng muốn lo cho mình một đường rút. Khi đó, số người đứng núi này trông núi nọ không phải là ít. Đương nhiên, không phải ai cũng là gián điệp cho bên kia, chẳng qua là số đông muốn dính với cả hai bên, nhưng thế nào là dính thế nào là không, đều chưa được phân rõ. Nhưng theo lý luận phong kiến, không trung tức là phản nghịch. Chỉ cần có thư tín đi lại với Viên Thiệu thì dấu hiệu nghi vấn là thông đồng với địch, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nếu như truy cứu từng người một, thì e có đến hơn nửa số người không giải thích nổi. Đã không truy cứu được, chi bằng làm ơn làm phúc, không truy cứu nữa là xong. Hơn nữa, làm ơn làm phải cho chót, cho đốt sạch mọi chứng cứ, mọi người yên tâm. Như thế này thì số người có bụng dạ khác sẽ hối hận, sẽ ghi nhớ ân đức, số người vốn trung thành, càng thêm trung thành tận tuy. Như vậy, hơn hẳn cách lôi một đống người ra trừng trị, làm suy yếu lực lượng của chính mình. Ở đây rõ ràng Tào Tháo thể hiện tố chất thiên tài của nhà chính trị. Nếu nói Tào Tháo thể hiện sự thông thái, biết nhìn xa của một nhà chính trị trong chuyện triệu Đồng Trác về kinh, hay lập Hợp Phì Hầu làm đế, ba, thì với sự việc vừa miêu tả,
Tào Tháo đã bộc lộ tính cách anh hùng đại lược của nhà chính trị. Tào Tháo hiểu rõ, bất luận là đấu tranh quân sự hay đấu tranh chính trị, bằng chứng quan trọng nhất là chính nghĩa, nguồn vốn quý báu nhất là nhân tài. Muốn lôi kéo nhân tài, trước hết phải lấy chữ thành để đãi người, thứ đế là chữ tín để có người, thứ ba là biết khoan dung. Con người ta muốn hình muốn vẻ, trên đời này làm gì có đội ngũ chỉ một màu. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì ai theo, đôi khi còn phải vờ vĩnh là hồ đồ. Có vờ hồ đồ mới khoan dung người, biết khoan dung mới được lòng người mới được thiên hạ. Tào Tháo hiểu được đạo lý đó, nên Tào Tháo mới thắng. Viên Thiệu tầm nhìn không xa, lòng dạ lại hẹp hòi. Trước trận chiến Quan Độ, mưu sĩ Điền Phong đã nhiều lần khuyên can, không nên mạo muội xuất quân, Viên Thiệu đâu có nghe, còn cho nhốt Điền Phong lại. Về sau, lức tin bại trận về đến Nghiệp Thành, có người vào ngục thăm Điền Phong và nói, thế này thì huynh lại được trọng dụng. Điền Phong lắc đầu nói, tôi chết là cái chắc. Quả nhiên khi về đến Nghiệp Thành, Viên Thiệu đã cho giết Điền Phong. Rõ ràng là Điền Phong biết người biết lòng, liệu việc như thần. Điền Phong quá rõ về con người Viên Thiệu, chí lớn tài sơ, bảo thủ cố chấp, bề ngoài thì khoan hậu nho nhã, trong lòng thì nghi kỵ bạc bẽo. Nếu như thắng trận, trong lòng vui vẻ, thì còn khả năng sẽ cho tha Điền Phong, một mặt để tỏ rõ sự khoan dung đại lượng. Mặt khác là tiếc thay cho vị giáo viên phản diện, để chứng minh là anh minh vĩ đại. Nay bại trận, từ xấu hổ thành giận dữ phải trút sang cho người khác, lấy đầu người khác để xả giận, giết người nói đúng để che giấu sai lầm của mình. Người như vậy, còn muốn làm hoàng đế, lấy thiên hạ, chẳng phải nằm mơ giữa ban ngày sao? Chú thích. 1. Cửu tích là 9 loại vật khí đế vương làm cho đại thần được ân sủng nhất. Vương Mãng trước lúc chiếm ngôi từng được ban cửu tích, tác giả. 3. Năm 188, Thái thú Kỳ Châu Vương Phần và một số người khác âm mưu phế truất Linh Đế, lập hợp Phì Hầu. Kéo Tháo vào cuộc, Tào Tháo nghiêm khắc cự tuyệt. Về sau sự việc bại lộ, Vương Phần tự vẫn, tác giả. 3. Khoan dung và báo thù. Trong cùng một vấn đề, cách nghĩ và cách làm của Tào Tháo khác hẳn với Viên Thiệu. Năm 197, Trương Tú đóng quân ở Uyển Thành, thành phố Nam Dương, Hà Nam ngày nay, đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo không đổ máu đã giành được thắng lợi, tránh sao khỏi có chút phiêu diêu tự mãn, hành vi thiếu kiểm soát. Hành động không cân nhắc, Tào Tháo đã cưỡng ép, bắt người thím của Trương Tú, vợ của Trương Tế, làm thiếp, khiến Trương Tú cảm thấy nhục nhã. Còn cho người lôi kéo Hồ Sa Nhi, bộ tướng bên cạnh Trương Tú, làm Trương Tú thay mình bị uy hiếp. Thế rồi Trương Tú liền dùng kế của mưu sĩ giả hủ, đột nhiên phản kích, Tào Tháo không kịp phòng bị đánh một trận tơi bời khói lửa. Tào Ngang là con cả, người nối dõi, Tào Tháo ưng ý nhất, Điển Vi mãnh tướng, đội trưởng tân binh, Tào Tháo quan tâm nhất, và một người cháu là Tào An Dân đều bị chết trận. Bản thân Tào Tháo cũng bị trúng tên. Trước sự thảm bại lần này, Tào Tháo không hề trách cứ người khác, càng không truy cứu người có chủ trương để Trương Tú đầu hàng, Tào Tháo tự nhận mọi trách nhiệm. Tháo nói với các tướng, ta đã biết sai lầm của ta là ở đâu, từ nay sẽ không bao giờ sai lầm như lần này. 1. Năm 207, Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn, giành được toàn thắng. Đại quân trên đường về, lúc đến Ký Châu, trời đông rét buốt, không một bóng người, hành quân liên tục hàng trăm dặm mà không có một giọt nước. Quân lương cũng không còn phải giết hàng ngàn con ngựa làm lương, đào sâu chừng 30 trượng mới có nước. Sau khi về đến Nghiệp Thành, Tào Tháo hạ lệnh tra xem những ai là người can gián không muốn mình tiến đánh Ô Hoàn, rồi từng người đều được phong thưởng. Tào Tháo nói, thắng lợi lần này hoàn toàn là do may mắn. Lời khuyên của các vị mới là kế sách vẹn toàn. Vì vậy ta phải cảm tạ các vị, mong từ nay các vị muốn nói gì thì cứ nói, muốn chỉ DAI điều gì xin cứ chỉ dạy. Và cũng vào năm đó, Tào Tháo ban bố phong công thần lệnh nói, từ khi ta khởi binh, diệt trừ bạo loạn, trải qua 19 năm, đánh là thắng, công là vỡ, lẽ nào đấy đều là công lao của ta. Chính là nhờ vào sức lực các vị hiền sĩ đại phu. Lúc bại trận thì tự kiểm điểm bản thân, dù là kiểm điểm chưa hết, chưa tìm được nguyên nhân thất bại. Khi thắng trận lại cảm tạ người khác, còn cảm tạ cả số người khuyên mình không nên đánh trận này. Tấm lòng và tình cảm đó thực khác hẳn với Viên Thiệu, thắng trận thì nhận công về mình, bại trận thì giết cả những người khuyên mình không nên manh động. Đó chính là khí độ phi phàm, nhận thức hơn người, giúp Tào Tháo thắng hết kẻ thù này đến đối thủ khác. Giúp Tào Tháo ngưng tụ được hết dũng tướng này đến mưu thần khác,
Ngay cả Trương Tú đã mấy lần bội phản Tào Tháo, thì năm 199 lại đến xin hàng Tào Tháo. Lần thứ hai Trương Tú đến hàng cũng là chủ ý của Giả Hủ. Giả Hủ tự Văn Hòa, người võ uy, nghe nói cũng kỳ tài như Trương Lương và Trần Bình. Viên Thiệu cho người đến chiêu nạp Trương Tú, Giả Hủ lại chủ trương đến đầu hàng Tào Tháo. Hai, Giả Hủ có mấy lý do. Thứ nhất, Tào Tháo phụng thiên tử để lệnh thiên hạ là có ưu thế về mặt chính trị, dựa vào Tào Tháo là danh chính ngôn thuận, như vậy là có lý. Thứ hai, Viên Thiệu người nhiều thế lắm, Tào Tháo người ít thế yếu, chúng ta chỉ có một ít quân. Đến với Thiệu thì chẳng thấm vào đâu, đối với Tào Tháo thì đó là tặng than trong tuyết. Ba, hẳn sẽ được xem trọng, như vậy là có lợi. Thứ ba, phàm là những người có chí bá vương, nhất định sẽ không so đo tới ân oán cá nhân, ngược lại họ sẽ coi chúng ta là tấm gương, để bộc bạch với thiên hạ tấm lòng khoan dung độ lượng, lấy đức báo oán của họ, như vậy là an toàn. Vì vậy, dù Viên Thiệu lớn mạnh, Tào Tháo nhỏ yếu và còn có hiềm khích với chúng ta vẫn nên cự tuyệt Viên Thiệu, đến hàng Tào Tháo. Mọi tính toán của Giả Hủ là hoàn toàn đúng. Trương Tú vừa đến, Tào Tháo đã mừng rỡ, nắm tay Trương Tú, rồi thết tiệc tẩy trần và lập tức bổ nhiệm Trương Tú là Dương Võ Tướng Quân, phong làm Liệt Hầu. Để tỏ rõ thành ý của mình hơn nữa, Tào Tháo liền cho con của mình là Tào Quân lấy con gái Trương Tú. Hai nhà trở thành thông gia, giống năm đó, Lưu Bang tiếp đón Hạng Bá, trước Hồng Môn Yến, dốc hết tài mua chuộc. Còn như ân oán oán năm nào, đương nhiên là không nhắc tới. Từ đó, Trương Tú trở thành chiến tướng dũng mãnh của Tào Tháo, Giả Hủ trở thành mưu thần quan trọng ở bên Tào Tháo. Tào Tháo và Giả Hủ đều là những người thông hiểu về chính trị. Họ đều rõ một đạo lý, việc tranh giành thiên hạ quy kết lại vẫn là sự tranh giành lòng người. Được lòng người là được thiên hạ, mất lòng người là mất thiên hạ. Muốn được lòng người phải biết khoan dung độ lượng và phải có chính sách không tra xét những sai lầm cũ, dù là vờ nhưng phải vờ như thật. Muốn làm được như vậy cần phải có những điển hình, những khuôn mẫu, những tấm gương. Bởi sức mạnh của tấm gương là vô cùng, hơn hẳn những lời nói hay, nói đẹp. Vừa khéo, Trương Tú là tấm gương, là điển hình tốt nhất. Trương Tú đã mấy lần bắt tay với Tào Tháo và lần nào Tào Tháo cũng phải bỏ chạy vì bị đánh cho tơi bời khói lửa. Trương Tú có thù sâu oán nặng với Tào Tháo và là kẻ hàng đấy, phản đấy. Tào Tháo có thể khoan dung với một kẻ như vậy, thì liệu còn ai Tào Tháo không thể dung? Tào Tháo có thể tin tưởng một kẻ như vậy, liệu còn ai Tào Tháo không thể tín nhiệm? Còn Viên Thiệu, có thể mong người thiên hạ quy thuận theo về chăng, khi mà không thể tín nhiệm ngay cả em mình? Trương Tú đến thật đúng lúc. Lúc này Tào Tháo đang ép thiên tử để lệnh chư hầu mới được 3 năm, những người không phục trong thiên hạ nhiều vô kể. Danh vọng của Tào Tháo trong xã hội cũng chưa thật tốt. Về sau, Trần Lâm thay mặt Viên Thiệu, khỏi thảo tờ hịch đánh Tào Tháo. Tào Tháo bị mắng chửi thậm tệ, nào là không có đạo đức, có tài nhưng tàn bạo. Thậm chí còn nói, đọc hết sử sách xưa nay thì thấy Tào Tháo là vị quan ác độc tàn bạo vào loại số 1, đúng là một tên lưu manh, một kẻ xấu xa bậc nhất. Muốn gán tội cho người ta thì lo gì không có cớ, trong đó tất phải có chỗ là vu khống, nhưng cũng có một số việc, không có lửa làm sao có khói, Tào Tháo khó lòng làm rõ. Vì vậy, Tào Tháo mong muốn có dịp để bộc bạch tấm lòng rộng lượng và những tình cảm cao thượng của mình, mong muốn có điển hình để chứng minh khả năng khoan dung và trái tim nhân ái của mình. Lúc này Trương Tú đến, Tào Tháo vui mừng khôn xiết. Vì vậy Tào Tháo không chỉ quên hết mọi hiềm khích cũ, còn đặc biệt tín nhiệm Trương Tú. Mọi thứ phong thưởng đều cao hơn các tướng lĩnh khác. Đối với Giả Hủ, Tào Tháo vừa cảm kích vừa tán thưởng, cảm kích vì tặng than hồng trong tuyết, tán thưởng vì mưu lược hơn người, vì vậy thường mật bàn kế hoạch với Giả Hủ. 4. Đấy không còn là lấy đức để phục người, mà là chân thành lôi kéo người chi kỷ. Nếu nói, trí của mưu thần trước hết là lựa chọn được chủ, có thể thận trọng và chính xác tìm được đối tượng để phục vụ. 5. Vậy minh của quân chủ trước hết sẽ là biết người và giỏi dùng người. Thái nói là Tào Tháo và Giả Hủ rất thành công về điểm này. Sự hợp tác của hai người được coi là một ví dụ thành công trong lịch sử chính trị Trung Quốc. Giả Hủ phục vụ cho hai đời tập đoàn Tào Thị, là thái úy ở triều văn đế Tào Phi, qua đời năm 77 tuổi. Thụy là Tiêu Hầu, có một kết cục đẹp so với một số người từng hợp tác với Tào Tháo. Tào Tháo có thể làm được như vậy vì hiểu được nhân tài là của quý. Từ lâu Tào Tháo đã ý thức được lá cờ chính nghĩa và đội quân tinh nhuệ là hai đại pháp bảo để đánh địch, thắng địch. Ngay từ khi khởi binh đánh Đổng Trác,
Viên Thiệu từng hỏi Tào Tháo, nếu đánh giặc Đồng không thành công, nói xem phương diện nào có thể là chỗ dựa, là bằng cứ của chúng ta. Viên Thiệu tự trả lời là, Nam ở Hoàng Hà, Bắc chiếm Yên Đại, chỉ vùng Bắc Hà Bắc và Đông Bắc Sơn Đông ngày nay, kiêm lĩnh Nhung Địch, chỉ Ô Hoàn, kéo xuống phía Nam giành thiên hạ. Tào Tháo từ từ nói, theo ta, nên dùng hết những người tài trí trong thiên hạ, thống lĩnh họ bằng chính đạo và chính nghĩa thì muốn Đông Tây Nam Bắc gì mà không được. 6. Rõ ràng kiến thức của Tào Tháo hơn hẳn Viên Thiệu. Đó cũng là thái độ sau này. Khi Tào Tháo và Viên Thiệu tranh giành thiên hạ, anh đánh con bài về địa lý quân sự, tôi đánh con bài về nhân tài chính trị, hai ta cứ thử xem. Đương nhiên, Viên Thiệu không phải đối thủ của Tào Tháo. Ưu thế của Viên Thiệu là vị trí cao và nhiều người. Nhưng kiến thức về chính trị, quân sự đều yếu, về mặt tổ chức cũng chẳng ra gì, không nắm bắt được cơ hội, không biết dùng nhân tài. Bên phía Viên Thiệu cũng có một số nhân tài, trình độ không hề thấp như Thư Thụ, Điền Phong. Thư Thụ khuyên Viên Thiệu ép thiên tử để lệnh chư hầu, nuôi quân để đánh kẻ chưa thần phục, thật giống với kiến nghị của Mao Giới phụng thiên tử để lệnh kẻ chưa thần phục, lo cày cấy tích trữ quân lương. Điền Phong còn hơn thế, tính toán chu đáo, liệu việc như thần. Đáng tiếc, Viên Thiệu lại không thực sự tôn trọng số nhân tài đó. Điền Phong bị nhốt lại, Thư Thụ bị gạt sang một bên, Hứa Du tức giận bỏ sang với Tào Tháo. Số còn không phải là những kẻ thiếu đức, như Quách Đồ, thì cũng thiếu tài, như Thẩm Phối, nếu không, cũng là kẻ vũ phu, như Nhan Lương, Văn Xú. Cuối cùng, trong số võ tướng còn lại, Trương Hợp là người mưu lược nhất, nhưng Trương Hợp không được Viên Thiệu nghe lời. Còn bị Quách Đồ mưu hại, nên cũng phải chạy đến chỗ Tào Tháo. Rốt cuộc bên Viên Thiệu toàn tuyến bị tan rã, toàn quân bị tiêu diệt. Tào Tháo thì ngược lại, Tào Tháo hiểu rõ tầm quan trọng của nhân tài, biết rõ tình thế của mình. Vượt hàng rào có ba cột trống, một người tài, ba người phụ giúp, huống hồ về các mặt bối cảnh, vốn liếng, địa vị và thực lực, mình đều không bằng người khác. Vì vậy, Tào Tháo cần rất nhiều người đến ủng hộ, giúp đỡ, nhất là phải tranh thủ sự hợp tác của những người thuộc cao môn thế tộc, làm vốn hiệu triệu. Giúp được thì tốt, mà chỉ đồng lõa, lớn tiếng hát để thậm chí chỉ đánh bóng tô màu cũng được. Cần người có tài, cần người có danh, và cả người chỉ có hư danh. Tóm lại ai đến cũng nhận, càng nhiều, càng tốt. Có thể coi là cầu hiền như khát nước, yêu tài ngang như mệnh, ngay cả những người trong trại địch, Tào Tháo cũng nghĩ cách để có được, để sử dụng. Tào Tháo có trong tay 5 viên đại tướng, 3 trong số đó từ doanh trại địch đến. Trương Liêu vốn là bộ tướng của Lã Bố, Trương Hợp vốn là bộ tướng của Viên Thiệu, Từ Hoảng vốn là bộ tướng của Dương Phục, Nhạc Tiến và Vu Cấm được Tào Tháo đề bạt từ dưới lên. Thực đúng là trong lúc đánh trận đã đề bạt Vu Cấm, Nhạc Tiến, trong đám tù binh đã tìm được Trương Liêu, Từ Hoảng, tất cả đều liều mình lập công, trở thành danh tướng. Có không ít mưu thần cũng đến từ phía địch, Hứa Du từ trại Viên Thiệu chạy đến với Tào Tháo, Tào Tháo đi chân không ra nghênh tiếp. 7. Khoái Việt và Lưu Tông cùng nhau đến hàng, Tháo vui vẻ nói. Không phải ta vui vì được Kinh Châu mà vì được Khoái Việt. Trần Lâm viết hịch văn cho Viên Thiệu, lớn tiếng mắng chửi Tào Tháo. Sau khi bị bắt, Tào Tháo cũng chỉ nói, muốn mắng thì mắng mình ta là đủ, cớ chi phải mắng cả ba đời tổ tiên ta. Trần Lâm tạ tội nói, tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Tào Tháo liền cho qua, còn bổ nhiệm Trần Lâm làm Tư Không Quân Mưu Tế Tiểu. Lúc bà mẹ, em trai, vợ và con Tất Kham bị Trương Mạc bắt giữ, Tào Tháo đã nói với Tất Kham, lệnh Đường đại nhân còn trong tay Trương Mạc, Túc Hạ nên đến đó. Tất Kham dập đầu quỳ lạy, nói mình không có ý khác, Tào Tháo xúc động đến rơi lệ. Ai ngờ Tất Kham vừa quay đi, còn không kịp chào một tiếng, đã phản lại Tào Tháo, chạy sang với Trương Mạc. Về sau Tất Kham bị bắt lại, mọi người cho rằng lần này hắn chết là chắc. Nào ngờ Tào Tháo lại nói, người tận hiếu có thể không tận trung sao? Đây chính là người mà ta đang tìm. Không những không trị tội Tất Kham, còn để Tất Kham là Lỗ Quốc tướng tại khúc phụ quê hương Khổng Tử. Với thù sâu oán nặng của Trương Tú, vừa nghe lại hàng, Tháo đã cầm tay vui vẻ, phong quan tiến tước, với tham lam ngông cuồng của Hứa Du. Tháo vừa nghe chạy tới đã không nén nổi vui mừng, chân không ra đón. Với sự công kích ác độc của Trần Lâm, Tháo chỉ vì yêu tài, không hề tính toán. Thản nhiên phóng thích, với sự bội tín, bội nghĩa của Tất Kham, Tháo chỉ vì lòng hiếu thảo, không tính tới sai lầm, vẫn tín nhiệm như cũ. Còn có người là Ngụy Trùng, là người được Tào Tháo tín nhiệm nhất. Lúc Trương Mạc làm phản, rất nhiều người trở mặt chạy theo Trương Mạc, nhưng Tào Tháo vẫn rất tự tin nói,
chỉ có Ngụy Trùng là không phản ta. Ai ngờ Ngụy Trùng cũng chạy sang với Trương Mạc. Tào Tháo tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi giỏi lắm Ngụy Trùng, dù có chạy tới chân trời góc biển, ta cũng không tha cho ngươi." Quả nhiên Ngụy Trùng lại bị bắt làm tù binh. Lúc này Tào Tháo lại thở dài, nói: "Ngụy Trùng là nhân tài." Lại bổ nhiệm Ngụy Trùng làm thái thú Hà Nội. Với những câu chuyện như vậy, tấm lòng đại soái, khí độ anh hùng của Tào Tháo lại hiển hiện sinh động trên từng trang giấy. Tào Tháo khoan dung người, vào những lúc khó khăn nhất, Tào Tháo vẫn có thể chân thành đãi người. Sau khi lại hàng, vừa ngồi xuống, Hứa Du đã hỏi luôn: "Xin hỏi lương thực bên quý quân còn bao nhiêu?" Tào Tháo không kịp chuẩn bị đã thuận miệng đáp luôn: "Còn có thể cầm cự được một năm." Hứa Du nói thẳng luôn: "Không đúng." Nói lại, Tào Tháo thay đổi nói: "Vẫn còn cầm cự được nửa năm." Hứa Du cười nhạt: "Có phải ngài không muốn đánh bại Viên Thiệu không? Sao có thể hết lần này đến lần khác không thực lòng?" Tào Tháo vốn thông minh, biết Hứa Du nếu không nắm được tình báo thì cũng thấu hiểu tâm tư của mình, giấu sao được. Hơn nữa, nếu không nói thực thì khó lòng được Hứa Du tin tưởng và giúp đỡ, nên mới cười, nói: "Vừa rồi là muốn đùa một chút cho vui. Thực tình thì nhiều lắm cũng chỉ đủ được một tháng." Hứa Du thấy Tào Tháo đã thực lòng, nên mới nói hết những suy nghĩ của mình về tình hình cuộc chiến và cách giải quyết. Chỉ cần một trận thì Viên Thiệu sẽ thua to. Thực tình thì bản tính Tào Tháo là gian trá, ít nhạy bén, nhưng tài ứng biến chỉ là cách nói uyển chuyển khách khí của các sử gia, nói thẳng ra là gian trá. Huống hồ Tào Tháo lại là người cầm quân đánh trận, quân được phép dối trá. Trên chiến trường dùng quỷ kế, nơi quan trường dùng mưu, đó chỉ chuyện thường ngày của đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự, chẳng hiến hoi gì, chẳng mất mặt gì, mọi người đều làm như vậy. Có điều phía địch gọi là gian trá giả hoạt, bên ta gọi là túc trí đa mưu, xuất kỳ chế thắng. Tào Tháo thông minh ở chỗ, biết nói dối vào lúc nào, nói thật vào lúc nào. Phụng Thiên Tử, kế thừa Hán Thất, chỉ là mua cổ phiếu chính trị, là lá bài chính thống, không ngại dối trá, tránh sao khỏi phải phô diễn. Nói chuyện với mưu thần, chí sĩ, vì hai bên đều là người thông minh, nếu lại vì hẹp hòi mà dùng mẹo nhỏ, rất dễ bị đối phương phát hiện mà mất tín nhiệm. Đúng là thông minh lại bị thông minh phản, vậy chi bằng cứ nói thực. Tào Tháo biết rõ phải làm như thế nào. Chỉ có thể như thế, Tào Tháo mới có thể tạo dung cho mình cục diện mưu thần như mây, võ tướng như mưa. Nhưng nếu như có ai cho rằng Tào Tháo không biết chính trị người khác, không báo thù thì người đó đã phạm sai lầm lớn. Ý muốn báo thù trong con người Tào Tháo là rất lớn, và một khi đã báo thù thì không bao giờ mềm lòng. Mùa thu năm 193, Tào Tháo thân dẫn đại quân thẳng tới Từ Châu, một vị Từ Châu Mục Đào Khiêm đã câu kết với Công Tôn Toản chống lại Tháo. Hai vị Đào Khiêm đã ra quân giúp Viên Thuật tiến đánh. Ba vị trước đây hộ tướng Trương Khải của Đào Khiêm đã cướp và giết cha Tháo là Tào Tung và em trai Tào Đức. Thù cha lẽ nào không báo và kẻ thù còn là kẻ địch. Chuyến này thì Đào Khiêm đánh không lại, đành phải trốn về Đàm Thành, huyện Đàm Thành, Sơn Đông ngày nay. Tào Tháo không hạ được Đàm Thành, liền trút giận lên đầu trăm họ Từ Châu. Quân lính được tự do cướp bóc, thực hành chính sách ba sạch, trước sau hơn chục vạn người bị giết, chỉ một lần thôi mấy vạn nam nữ bị giết bên bờ sông Tứ Thủy, xác người chết làm nghẽn cả dòng nước. Nhiều khu vực trong thành Từ Châu không còn vết tích, không một bóng người qua lại, đến gà chó cũng bị giết sạch, thực thê thảm hết chỗ nói. Vì vậy năm 195, lúc Tào Tháo định đánh Từ Châu một lần nữa, mưu sĩ Tuân Ngọc nói thẳng, dân quân Từ Châu sẽ chống đối quyết liệt, quyết không đầu hàng, vì lần trước đã quá nhiều người bị giết. Đúng vậy, lần đó Tào Tháo đã báo thù thái quá. Dù Đào Khiêm có phạm tội tày đình, thì nhiều lắm là giết hắn hoặc đồng bọn, liên can gì đến nhân dân trăm họ. Lạm sát nhiều người vô tội như vậy, hẳn là kẻ bệnh hoạn táng tận lương tâm. Ngay cả Trương Tú, một biểu tượng được Tào Tháo dựng nên hình như cũng bị trả thù. Trương Tú theo chân Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn, đã chết trên đường đi mà chưa rõ nguyên nhân. Sách Ngụy Lược nói, Tào Phi đã giết Trương Tú. Trương Tú vì muốn lấy lòng Tào Phi, đã mấy lần mời Tào Phi đến dự hội. Nào ngờ Tào Phi đã bực tức nói, người đã giết anh ta, sao còn dám mặt dạn mày dày đến gặp. Trương Tú tự thấy bất an, nên đã tự sát. Án tình thực đáng nghi ngờ, nên không bàn tiếp. Nhưng con Trương Tú là Trương Tuyền bị giết là có thật. Trương Tuyền bị giết vì có liên can đến án mưu phản của Ngụy Phúng. Nghe đầu số người liên đới bị giết có đến cả ngàn. Đó là vào năm Kiến An thứ 24, năm 219, là vụ thanh trừng lớn. Cuối cùng khi Tào Tháo còn sống, người ra tay là Tào Phi,
nhưng người xuống lệnh vẫn là Tào Tháo. Vụ án này không phức tạp. Nghe nói Ngụy Phúng là người đất bái, có tài lôi kéo quần chúng, khuynh động nghiệp đồ. Trung là người giỏi đường khua môi múa mép, nói lời mê hoặc. Trung do tướng quốc nước Ngụy của Tào Tháo thấy hắn có tiếng nên để hắn làm Tây Tào Duyện. Nhưng Ngụy Phúng lại nhân lúc Tào Tháo đang quyết sống mái với Quan Vũ ngoài chiến trường, đã lập bè kết đảng cùng với Trường Lạc vệ úy Trần Y, lập mưu tập kích nghiệp đồ, đánh thẳng vào xảo huyệt của Tào Tháo. Nhưng lúc sự việc đã gần kề, Trần Y đâm sợ, liền đến tự thú, cáo mật với Tào Phi. Đối với việc bài trừ kẻ khác ý, Tào Tháo không hề chùn tay, nhất là lúc này tiền phương đang gấp gáp, không thể để hậu phương có lửa. Lúc này trong tay Tào Phi đang có lệnh tiễn của cha mình, liền nhân cơ hội chém giết để răn đe, giết Ngụy Phúng, giết những người liên can đến vụ án, bao gồm cả Trương Tuyền. Lúc này cũng chẳng thể xét rõ vì sao Trương Tuyền lại bị cuốn vào án đó. Có thể vì Tào Phi đã giết chết cha mình, Trương Tuyền vì ôm hận và khiếp sợ đã trở thành đồng đảng của Ngụy Phúng. Khả năng thứ hai có thể là Tào Phi bị nghi gián tiếp mưu sát Trương Tú, nên sợ bị Trương Tuyền báo thù, nên đã buộc người ta phải làm phản để giết người diệt khẩu. Khả năng thứ ba, Tào Phi không bức tử Trương Tú, nhưng cũng hiểu Tào Tháo lôi kéo Trương Tú hoàn toàn là do nhu cầu chính trị, không bao giờ quên mối thù giết con. Việc báo thù không còn rơi vào người Trương Tú, vậy Trương Tuyền phải là người chịu tội thay. Người giết con ta giết con ngươi có gì là không công bằng? Tào Phi đoán ra tâm tư đó của Tào Tháo, liền nhân cơ giải quyết nguyện vọng của phụ vương, địa vị thái tử của mình càng thêm vững chắc. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng khác, tức là Tào Tháo trực tiếp ra lệnh giết chết Trương Tuyền. Tóm lại, Trương Tuyền chết rất có khả năng là oan, hoặc bị ép phải lên Lương Sơn. Sự thực thì có rất nhiều người liên can đến án của Ngụy Phúng, sách Thế Ngữ nói mấy chục người, còn Thông Giám nói mấy ngàn người, người chết oan không phải là ít. Trong số đó có thể có những người Tào Tháo đã sớm muốn báo thù nhưng chưa có dịp, như số người đã ngầm câu kết với Viên Thiệu trong trận chiến Quan Độ. Thực tế thì Tào Tháo vừa yêu tài vừa ghét tài, biết dung người và cũng biết chỉnh người. Tào Tháo chỉnh người cũng giống như dùng người, là một tác phẩm lớn. Không có người nào mà Tào Tháo không dám giết và cũng không có người nào Tào Tháo không giết được. Năm còn ở Duyện Châu, Tào Tháo đã giết Biên Nhượng, một người rất nổi tiếng. Biên Nhượng người Trần Lưu, học rộng giỏi hùng biện, từng sáng tác chuyện Trương Hoa Đại Phú được truyền tụng một thời. Đại tướng quân Hà Tiến từng có lời mời riêng tới Biên Nhượng. Sái Ưng, Khổng Dung, Vương Lãng và các danh sĩ khác, thầy đều tôn sùng. Bản thân Biên Nhượng từng là thái thú Cửu Giang, về sau từ quan ở nhà. Biên Nhượng là danh sĩ, đương nhiên là xem thường đứa trẻ được hoạn quan nuôi dưỡng. Có thể sẽ nói ra những lời nhục mạ bất kính và cho rằng Tào Tháo sẽ chẳng dám làm gì với một đại danh nhân như mình. Ai ngờ, khi đó Tào Tháo còn chưa là tể tướng, bụng dạ còn chưa vững vàng, đã cho giết Biên Nhượng, hơn nữa còn giết cả nhà Biên Nhượng. Bái tướng Viên Trung, người huyện bái là Hoàn Thiệu cũng đều xem thường Tào Tháo. Sau khi Biên Nhượng bị giết, hai người chạy đến Giao Châu, người nhà họ rơi vào miệng hổ. Về sau Hoàn Thiệu tự thú, quỳ trước Tào Tháo và cầu xin tha tội. Tào Tháo đã hằn học nói, quỳ thì có thể miễn tội chết sao? Đương nhiên không thể, kết quả Hoàn Thiệu cũng bị lôi ra chém đầu. Việc làm của Tào Tháo đã có ảnh hưởng rất xấu, đã gây nên một cuộc phản loạn, sau đó người đời còn bàn luận mãi. Có được bài học đó, lại thêm quan càng to, dã tâm càng lớn, dần dà học được cách phi ngựa trên trán tướng quân, chống thuyền trong bụng tể tướng, mỗi khi báo thù, không nên quá cứng rắn, dứt khoát như vậy. Nhưng báo thù vẫn cần phải báo thù, ghen tị vẫn cần phải ghen tị, dù là bạn thân cũng không ngoại lệ. Bạn cũ là Hứa Du, Lâu Khuê, đều vì tài trí hơn người mà ỷ cũ xem thường, nghĩ mình là bạn cũ nên không tôn trọng Tào Tháo, mà bị giết. Lâu Khuê tự tử bá, trẻ có chí lớn, chí dũng song toàn, theo chân Tào Tháo lập nhiều chiến công. Tào Tháo thường thở dài tự nói mình không bằng, kế của Tử Bá, cũng không theo kịp, cuối cùng vì ghen tài mà giết Lâu Khuê. So với Lâu Khuê thì Hứa Du là tự tìm đến cái chết. Hứa Du vừa cậy quan vừa cậy công, nên thường không tôn trọng, không nể nang Tào Tháo, thường cợt nhả với Tào Tháo trước mặt mọi người. Thậm chí còn réo cả tên cúng cơm của Tào Tháo, Aman à, không có mình, chắc cậu sẽ chẳng có Ký Châu. Bề ngoài thì Tào Tháo vẫn cười, nói, đúng, đúng đấy, cậu nói rất đúng, nhưng trong lòng lại phẫn nộ đến tột cùng. Sau này, Tào Tháo chiếm được Nghiệp Thành, Hứa Du lại chỉ vào cổng thành nói với người đi bên cạnh Tào Tháo, anh chàng này nếu không có ta thì không vào được cổng này.
Tào Tháo không thể nhịn được nữa. Năm đó ở Quan Độ, Tào Tháo đang cơn nguy cấp, thấy không cần phải nhẫn nhịn trước thái độ buông thả của Hứa Du. Thế là Tào Tháo cương quyết đòi mạng của Hứa Du. Thực tế thì Hứa Du đầu óc thông minh cũng bằng không. Lẽ nào lại không hiểu bạn với vua là bạn với hổ và ông 30 lại rất thích ăn thịt người. Mọi người đều hiểu, không thể sờ vào mông hổ. Nhưng Hứa Du không chỉ cứ sờ mà càng sờ càng nghiện. Vậy sao có thể giữ được cái đầu? Chú thích. 1. Năm 199, lần nữa Tào Tháo Nam Chinh đánh Trương Tú, ra quân bất lợi, bị vây ở Nhương Thành, huyện Đặng, Hà Nam ngày nay. Tháo lại nói với quân sư Tuần Du, không nghe lời tiên sinh nên mới thế này. 2. Giả Hủ nói với sứ giả của Viên Thiệu, phiền Túc Hạ về nói lại với Viên Bản Sơ, anh em họ còn chưa thể hòa hợp thì liệu có hòa hợp với quốc sĩ trong thiên hạ không? Giả Hủ đã không khách khí mà tống cổ sứ giả của Viên Thiệu đi như vậy. Tác giả. 3. Tặng Than Trong Tuyết, thành ngữ, ý nói sự giúp đỡ trong lúc người ta cần thiết nhất, biên tập viên. 4. Tào Tháo từng cảm kích nói với Giả Hủ, chính ngài làm cho thiên hạ nể trọng ta. 5. Đây là câu nói của Quách Gia, mưu sĩ của Tào Tháo. 6. Ở đây Tào Tháo lợi dụng tính đa nghĩa của từ vựng tiếng Hán để nêu rõ những hiểu biết khác về chính trị với Viên Thiệu. Viên Thiệu hỏi phương diện nào có thể làm băng cứ. Ở phương diện có thể hiểu là vị trí địa lý, cũng có thể hiểu là điền kiện chính trị, cứ, tức là cứ điểm, cũng có thể là hiểu là bằng cứ. Như vậy, lời Tào Tháo có thể hiểu là chỉ cần dựa vào chính nghĩa và nhân tài, nơi nào cũng có thể trở thành căn cứ địa. Tác giả. 7. Theo lễ nghi thời cổ, đi chân không ra đó là sự kính trọng đặc biệt đối với đối phương, không hẳn là vì vội vàng ra đón nên chưa kịp đi giày. Tác giả. 4. Mấy bản án mưu sát. Phạm những ai chống đối hoặc đắc tội với Tào Tháo thì hầu như kết cục đều không hay. Nếu không tìm được sai sót thì vu là mưu phản, tội mưu phản không xong thì vu là có bụng phỉ báng. Bụng phỉ báng là mơ hồ, là không cần chứng cứ nên bắt ai cũng được. Buộc tội có bụng phỉ báng để giết người, Lưu Bang đã làm, Hán Vũ Đế Lưu Triệt cũng đã làm, đến Tào Tháo càng dễ dàng hơn. Thôi Diễm, một người đạo đức cao thượng nhất, phẩm hạnh đoan chính nhất, tác phong chính phái nhất, được dân chúng cũng ngưỡng mộ nhất, đã bị Tào Tháo giết bằng cách đó. Thôi Diễm tự Quý Khuê, là danh sĩ đức cao vọng trọng nhất thời đó. Sử sách coi là thanh trung cao lược, nhã thức kinh viễn, suy phương trực đạo, chính sắc vu triều, tức là thanh liêm trung trinh, chính phái nho nhã. Vừa cao phong lượng tiết vừa nhìn xa biết rộng, dáng vẻ đường hoàng, ung dung lên triều, nghe nói, vừa nhìn thấy Tào Tháo đã thấy phục và sợ, Thái Tổ vừa kính vừa ngại. Thực tế thì Tào Tháo cũng rất tôn sùng Thôi Diễm, nói Thôi Diễm có bá di chi phong, sử ngư chi trực. 1. Bần phu mộ danh nhi thanh, tráng sĩ thượng xưng nhi lịch, cho rằng Thôi Diễm là tấm gương của quần chúng, mẫu mực của thời đại. Thôi Diễm cũng không phụ kỳ vọng của mọi người. Trong thời gian đảm nhiệm chức vị bộ trưởng tổ chức và bộ trưởng nhân sự, Thôi Diễm đã đề bạt một loạt nhân tài ưu tú, tùy tài mà dùng. Không dựa vào tình cảm, khiến cho triều đình mạnh mẽ thiên hạ thái bình, tuyệt không dùng kẻ hư bại, tạo dựng một triều đình đầy triển vọng. Thôi Diễm lỗi lạc quang minh, lòng dạ ngay thẳng. Vào những năm cuối đời, Tào Tháo thường phải lo nghĩ về chuyện lập tự. Không biết nên lập Tào Phi là con trưởng hay lập Tào Thực là đứa có tài nhất, liền có thư hỏi riêng trăm quan, mong mọi người cho biết ý kiến, thư trả lời phải được dán kín. Riêng Thôi Diễm không dán thư, trả lời công khai, nói theo nghĩa của sách Xuân Thu lập tự phải lập trưởng, hơn nữa ngũ quan trung lang tướng, Tào Phi, coi là người nhân hiếu thông minh, thuộc dòng chính thống. Thôi Diễm tôi, nguyện lấy cái chết để giữ chính đạo. Tào Tháo xem xong lấy làm kinh ngạc, bởi Tào Thực là cháu rể của Thôi Diễm. Thôi Diễm không tiến cử Tào Thực lại tiến cử Tào Phi là hết sức công tấm, ngay như Tào Tháo cũng phải thở ngắn than dài, kính phục Thôi Diễm chí công vô tư. Nhưng một người như vậy cũng bị Tào Tháo giết chết và hoàn toàn do vu khống. Lý do giết người là có bụng phỉ báng. Lấy cớ bụng phỉ báng làm lý do giết người căn bản là chăng có nguyên do. Sự việc là thế này, sau khi Tào Tháo làm Ngụy Vương, có người tên là Dương Huấn dâng biểu ca tụng công huân, thịnh đức của Tào Tháo. Một số người nói Dương Huấn là phi nghĩa, dối trá, xun xoe trước quyền thế. Thêm nữa, họ nói tới Thôi Diễm, nói Thôi Diễm là bộ trưởng tổ chức chưa nghiêm túc sâu sát khi tiến cử Dương Huấn làm quan. Thôi Diễm liền đọc bản tấu chương của Dương Huấn và viết cho Dương Huấn một bức thư ngắn, nói, tình biểu, sự giai nhĩ.
Thời Hồ, hội đương hữu biên thời, từ đây mà có bán án. Bây giờ chúng ta cũng chẳng có cách gì để biết rõ động cơ và những suy nghĩ chân thực Thôi Diễm đã viết trong thư. Nhưng rõ ràng bức thư đó có phần hàm hồ, từ ngữ lờ mờ hiểu sao cũng được. Tạm dịch thế này, ta đã xem biểu trương, sự tình có thể coi là được. Thời gian ôi thời gian, sẽ biến đổi theo thời gian, nhất định tình huống sẽ biến đổi. Điều mấu chốt ở đây là, việc có thể coi là được kia là việc gì và tình huống sẽ biến đổi kia là tình huống nào. Nhưng cũng có thể hiểu là, lời lẽ trong biểu trương của Dương Huấn có thể coi là được hoặc việc Dương Huấn dâng biểu trương có thể coi là được. Và tùy theo thời gian dịch chuyển, cách nhìn của mọi người về Dương Huấn cũng sẽ có biến đổi. Hiểu như vậy là hiểu qua sự việc, thuận lý thành lời. Nhưng người mật báo kia lại giải nghĩa khác. Hắn dịch ra như thế này, ta đã xem biểu trương, những việc người họ Tào kia làm có thể coi là được. Thời gian trôi qua, rồi sẽ có biến. Vì vậy Tào Tháo tức giận nói, chăm họ sinh con gái thường nói sinh con gái thôi, tạm gọi là được. Nhưng thôi là từ không hay, rồi sẽ có biến. Nói như vậy là thiếu khiêm tốn, có dụng ý khác. Thôi Diễm liền bị Sử Cạo chọc đầu, làm lao dịch. Thôi Diễm bị sỉ nhục, nhưng vẫn thản nhiên, hành vi sắc thái như thường, không hờn giận sợ sệt, không uốn gối van xin. Kẻ mật báo nọ lại đến nói với Tào Tháo, một hồi ui em không hề nhận tội, hơi cái. Tào Tháo liền hạ lệnh, Thôi Diễm tuy nhận hình phạt, nhưng vẫn kết giao với tân khách, nhà cửa đông đúc như ngoài chợ, vẫn vuốt râu khi nói năng, vẫn trừng mắt nhìn người, bụng dạ như có điều bất mãn. Ba hôm sau, viên quan phụ trách giám sát lại đến báo, Thôi Diễm vẫn chưa tự sát. Tào Tháo tức giận nói, chẳng nhẽ Thôi Diễm nhất định để bản vương phải động dao động búa hay sao? Thôi Diễm nghe nói vậy liền gật đầu, đó là sai lầm của tôi, không biết Tào Công lại có ý đó. Thế rồi thanh thản tự tận. Thôi Diễm chết, rõ ràng đó là án oan lớn nhất. Ngay như Trần Thọ lúc viết sử, đã phải nói, Thái Tổ, Tào Tháo, hay Nghi Kỵ, những kẻ không chịu như Khổng Dung nước lỗ, Hứa Du. Lâu Khuê ở Nam Dung, bị giết vì cậy quen mà không tôn trọng, còn Thôi Diễm, đến nay người đời vẫn còn thương tiếc, đến nay vẫn là oan uổng. Thực tình, Thôi Diễm không hề không tôn trọng, mà chính Tào Tháo đã có cớ để giết. Năm 204, Tào Tháo công phá Nghiệp Thành, bình định Viên Thị, lĩnh Ký Châu Mục. Thôi Diễm vừa được cứu từ ngục Ký Châu ra, theo hầu biệt giá của Tào Tháo, Tháo Dương Dương tự đắc nói với Thôi Diễm. Hôm qua ta vừa xét lại hộ khẩu, thấy được thêm 30 vạn người, Ký Châu quả là một châu lớn. Nào ngờ Thôi Diễm lại nói, nay thiên hạ lỵ tán, chín châu tan rã, anh em họ Viên gây can qua, người dân Kỳ Châu xác chết đầy đường. Nay vương sư tới đây, chưa nghe nói tới dân khỏi cảnh lầm than, đã nói tới được bao nhiêu binh giáp, mở rộng thực lực, chẳng nhẽ đó là điều già trẻ gái trai trong châu kỳ vọng ở Minh Công sao? Lời nói nghiêm nghị đúng mực đó làm cho tân khách ở bên sợ hãi bạc mặt, Tào Tháo vội vã xin lỗi Thôi Diễm và sự tự đắc kia cũng biến mất. Đây là lời nói đúng, nói thẳng khiến mọi người kính nể, nhưng u nhọt cũng kết từ đó. Cần phải nói thêm, kết oán từ năm 204 đến năm 216 mới giết người, Tào Tháo chờ đợi 12 năm, một cuộc chờ đợi khá lâu. Đừng quên rằng trong thời đại chuyên chế, những kẻ nắm quyền lực luôn muốn đả kích báo thù, công báo tư thù, đương nhiên Tào Tháo không phải ngoại lệ. Bởi vì ngay cả những hoàng đế, các quan viên bất tài vô năng nhất cũng luôn dùng thủ đoạn đó. Cái khác nhau chỉ là, có người thì trở mặt luôn, lập tức trả thù, có người vì mục tiêu xa hơn, lợi ích lớn hơn mà nhẫn nhịn, rồi tính sổ sau. Kẻ trở mặt ngay là kẻ thô lỗ, loài chó ngựa, người tính sổ sau là anh hùng hoặc gian hùng. Thôi Diễm lấy cái chết để chứng minh mình là quân tử, Tào Tháo lấy cái chết của Thôi Diễm để chứng minh mình là gian hùng. Cái chết của Khổng Dung thì lại khác. Khổng Dung tự văn cử, nghe nói là cháu đời thứ 20 của Khổng Phu Tử. Khổng Dung thông minh từ bé, được coi là thần đồng. Năm 16 tuổi cùng với anh là Khổng Bao tranh giành chịu chết vì tội bao che Trương Kiệm bị bọn hoạn quan hãm hại. Khổng Dung được coi là nghĩa sĩ. Thế là Khổng Dung nổi tiếng khắp thiên hạ, người người đều biết, cùng với Biên Nhượng, đã nói ở phần trước là quan viên lớp sau. Năm 38 tuổi là Bắc Hải tướng. Sau này được Tào Tháo mời về Hứa Xương làm tướng tác đại thần, bộ trưởng kiến thiết, chủ quản các công trình. Mỗi khi triều đình có hội nghị ở Ngự Tiền, Khổng Dung luôn là người phát ngôn, cầm trịch các khanh đại phu khác chỉ là ủy viên. Khổng Dung tài cao tiếng lớn, tính khí và điệu bộ, đương nhiên cũng không nhỏ. Năm 197, Viên Thuật xưng đế,
Tào Tháo muốn lấy việc công báo thù riêng, nhân đó muốn giết chết thái úy Dương Bưu, người có quan hệ hôn nhân với Viên Thuật. Sau khi biết tin, Khổng Dung tìm đến Tào Tháo, nói: "Chu thư viết, cha con anh em, tội không liên can, huống chi Dương Bưu chỉ là họ hàng của Viên Thuật." Tào Tháo nói thẳng luôn: "Đây là ý của Hoàng thượng." Khổng Dung thầm nghĩ: "Phải vạch mặt ngươi." Mới hỏi lại: "Chẳng nhẽ Thành Vương muốn giết Thiệu Công, Chu Công cũng nói là không biết. Nay thiên hạ kính nể ngài, vì ngài thông minh, nhân trí, làm việc công minh. Nếu lại lạm dụng giết người vô cớ thì e người trong thiên hạ đều phải lo lắng. Đầu tiên, Khổng Dung này đường đường là nam tử Hán nước Lỗ, ngày mai sẽ không lên triều." Tào Tháo thấy nói cũng có lý nên không giết Dương Bưu, nhưng từ đó trong lòng đã kết oán. Về phần mình, Khổng Dung quyết không để Tào Tháo yên, mỗi khi có dịp, liền bới móc lỗi, châm biếm và cố ý làm loạn để sổ hết những điều bất mãn với Tào Tháo. Tào Tháo công phá Nghiệp Thành, Tào Phi cướp Châu Thị, vợ Viên Hy, về làm thiếp. Khổng Dung liền có thư gửi Tào Tháo, nói năm đó Vũ Vương đánh Trụ đem đát kỷ thưởng cho Chu Công. Tào Tháo biết Khổng Dung học rộng, nên cho chuyện đó là thật, liền hỏi đã đọc ở sách nào. Khổng Dung nói, ngày nay chuyện xảy ra ngay trước mắt. Lại như, Tào Tháo muốn tiết kiệm lương thực, liền hạ lệnh cấm rượu. Khổng Dung liền lên tiếng phản đối, rằng trên trời có Tửu Tinh, dưới đất có Tửu Tuyền, nhân gian có Tửu Đức, vậy sao lại cấm rượu? Hơn nữa, từ xưa thường vì đàn bà mà mất nước, vậy sao không cấm đàn bà? Tào Tháo rất bất bình, nhưng Khổng Dung vai to, tiếng lớn, Tào Tháo đành cho qua, bề ngoài khoan dung, bề trong thì bất bình. Nếu Khổng Dung chỉ nói mấy lời châm biếm, khắc nghiệt đó thì có thể Tào Tháo đã nhẫn nhịn cho qua. Tiếc rằng Khổng Dung còn muốn công kích cương lĩnh chính trị, đường lối chính trị của Tào Tháo. Mỗi khi Tào Tháo đưa ra một quyết sách lớn, Khổng Dung đều phản đối, làm sao Tào Tháo có thể nhẫn nhịn được. Thêm nữa, quan hệ giữa Khổng Dung và Lưu Bị là không bình thường, vừa lúc Tào Tháo muốn dùng binh Kinh Châu. Nếu để một người như vậy ở trong triều thì yên tâm sao được. Vì vậy Tào Tháo quyết định phải tiêu diệt Khổng Dung trước khi tiêu diệt Lưu Bị. Nhưng Khổng Dung không phải loại sâu bọ vô danh, muốn giết hắn phải theo trình tự từng bước một. Vì vậy Tào Tháo liền bổ nhiệm Si Lự làm kiểm sát trưởng, ngự sử đại phu, xét xem Khổng Dung có vấn đề gì không. Si Lự vốn đã bất hòa với Khổng Dung, được tin dùng nên đã hiểu ngay ý của Tào Tháo. Si Lự thu thập nhanh tội chứng của Khổng Dung và cho một người là Lộ Túy báo tài liệu lên. Điều quan trọng nhất trong đó là câu nói bốc người có thiên hạ, cứ gì là phải là Mão Kim Đao, Mão Kim Đao là chữ Lưu. Đó là lời mưu phản, đương nhiên kẻ đáng giết phải giết. Thế là Khổng Dung bị nhốt ngay vào ngục, bị xử chết, bều thây ngoài chợ, vợ con đều bị giết sạch. Có điều Tào Tháo giết Khổng Dung không vì tội danh mưu phản mà vì tội danh bất hiếu. Theo phát hiện của Lộ Túy và tội trạng công bố sau này, Khổng Dung có hai lý luận phản động. Một, cha và con có ân tình gì? Bàn về ý nghĩa thì đó chỉ do tình dục phát túc mà thôi. Mẹ và con có gì là tình thương yêu? Chỉ như vật dụng để trong vại sành, sau khi lấy ra thì hết quan hệ. Hai, gặp lúc mất mùa, có chút gì ăn, nếu cha không tốt thì nên cho người khác. Nói như vậy rõ ràng là bất hiếu. Cho nên trong lúc ban bố tội trạng, Tào Tháo tỏ vẻ hằn học, làm trái lẽ trời, bại hoại luân lý, tuy giết thị triều, nhưng hận là muộn, không những đáng giết mà còn giết quá muộn. Đây là sự trị tội điển hình vì lời nói và cũng là nền chuyên chế chính trị điển hình. Trước hết, chúng ta không rõ có đúng là Khổng Dung đã nói như vậy không. Nhưng Tháo nói có là có, không được bàn thêm. Nhưng dù là có thì nhiều lắm cũng chỉ là nói bậy nói bạ, có sai nhưng không có tội. Nhưng đó là thời đại Tào Tháo. Không nghĩ tới nhân quyền, ngay như có bụng phỉ báng cung là có tội, hương chi dây lại là lời công kích riêng cuồng, đương nhiên là đáng chết. 3. Tào Tháo từng nói, có tài thì dùng, cướp chị dâu nhận vàng, bất nhân bất hiếu có hề chi, vậy sao chỉ vì bất hiếu mà giết người? Lẽ nào nói mà không làm, tự mình vả vào mặt mình? Hơn nữa, đây chỉ là mấy lời bất hiếu của Khổng Dung, Tào Tháo lại quy kết thành đường lối tổ chức, chính sách nhân sự, đây mới càng nên giết. Có điều chúng ta lại không thể hỏi Tào Tháo mấy lời đó. Đúng như Lỗ Tấn đã nói, nếu chúng ta đến hỏi Tào Tháo thì e rằng Tào Tháo sẽ giết nốt chúng ta. 2. Tào Tháo giết Khổng Dung với tội danh bất hiếu là có dụng ý sâu xa. Lần nữa chứng tỏ Tào Tháo là chính trị gia đầy mưu kế, còn Khổng Dung làm việc như con mọt sách. Trước hết, Hán Triều luôn chủ trương trị thiên hạ bằng đạo hiếu. Tào Tháo giết Khổng Dung chứng tỏ mình luôn ủng hộ đạo hiếu,
mà ủng hộ đạo hiếu cũng tức là ủng hộ Hán Thất. Việc làm quang minh chính đại, đồng thời còn rửa sạch được mối nghi ngờ Tào Tháo cướp quyền, về mặt chính trị Tào Tháo được thêm một phiếu. Thêm nữa, làm như thế không chỉ tiêu diệt xong thể xác Khổng Dung, còn có thể hạ thấp danh dự Khổng Dung. Nghĩ xem, là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử lại chủ trương bất hiếu thì nhân phẩm còn giữ được không? Một người phản bội lại tổ tiên lẽ nào lại không đáng giết? Hiển nhiên, Tào Tháo không chỉ muốn giết Khổng Dung, mà còn muốn Khổng Dung mang tiếng xấu muôn đời. Chiêu này thực độc ác và lợi hại. Vì vậy, Trần Thọ khi viết Tam Quốc Chí đã không dám đưa chuyện Khổng Dung vào. Nói thêm, khi giết Khổng Dung, Tào Tháo còn có mục đích là chỉnh sửa phong khí. Có điều phong khí chẳng có quan hệ gì với hiếu hay bất hiếu, nhưng lại quan hệ lớn đến chính trị. Chúng ta đều biết, những năm cuối thời Đông Hán, nhiều danh sĩ gắng giữ mình trong sạch, nhưng cũng không ít kẻ lại uốn gối cầu vinh. Nhưng bất kể là loại thanh cao nào đều có chung một đặc điểm, tài khí lớn, tính khí cũng lớn, hoặc không có tài khí nhưng tính khí rất lớn. Họ tự cho mình là thanh cao, không chịu đi lại với lũ tục nhân, cũng không chịu hợp tác với người cầm quyền, hoặc vờ không biết có sự hợp tác đó. Nếu chỉ là cá nhân dở trò thì không có gì đáng ngại, đằng này họ lại muốn đưa tác phong, tính khí đó vào lĩnh vực chính trị, tạo nên ảnh hưởng lớn, khiến Tào Tháo nhiều lần phải đau đầu. Tào Tháo là người phi thường, luôn làm những việc phi thường trong thời khắc đặc biệt. Tháo muốn chuyên chính, lẽ nào lại chịu để người khác ngày ngày trừ rùa mình. Tháo muốn dùng người, sẽ không tha cho những ai không hợp tác. Cần phải giết để nhắc nhở mọi người, đó là chỉnh sửa phong khí. Khổng Dung chỉ là một con gà trống trong số đó. Vì vậy Tào Tháo muốn giết Khổng Dung, muốn phê phán Khổng Dung. Còn với người có tài khí và tính khí cũng rất lớn, địa vị và ảnh hưởng không bằng Khổng Dung thì không động tới, giao cho người khác giết. Người đó là Nễ Hành. Nễ Hành tự Chính Bình, người Bình Nguyên, huyện Bình Nguyên, Sơn Đông ngày nay. Hậu Hán Thư nói, Nễ Hành từ nhỏ đã có tài hùng biện, tính khí cao ngạo, không coi ai ra gì, cũng tức là làm việc tùy hứng. Cao ngạo cương trực, luôn thích phản đối, không hợp với người khác và cũng chẳng coi ai ra gì. Có thể vì tính nết tương đồng, nên Nễ Hành có quan hệ tốt với Khổng Dung, hai người thường nói đủ mọi chuyện. Nghe đầu Khổng Dung từng nói hai điều bất hiếu đó với Nễ Hành và Nễ Hành đã tuyên truyền ra ngoài. Lộ Túy còn phát hiện thấy hai người thường tâng bốc lẫn nhau. Nễ Hành nói Khổng Dung là trọng ni bất tử, còn Khổng Dung tâng bốc Nễ Hành là nhan hồi tái sinh. Trong tài liệu trình báo lên, Lộ Túy nhắc đến Nễ Hành nhiều lần, đủ thấy về một ý nghĩa nào đó, án của Khổng Dung là tiếp nối án của Nễ Hành. Trước hết, Nễ Hành bị giết vì đắc tội với Tào Tháo. Khổng Dung mê tài của Nễ Hành, nên nhiều lần tiến cử Nễ Hành với Tào Tháo. Bản thân họ Tào cũng rất mến người tài, cũng rất muốn xem mặt vị nhân sĩ này. Nhưng Nễ Hành lại xem thường Tào Tháo, nên nói mình có bệnh điên, không muốn đến, còn ngấm ngầm nói lời đại nghịch, châm chọc Tào Tháo. Làm sao Tào Tháo có thể chịu nổi? Nhưng nghĩ đến tài khí, tiếng tăm của Nễ Hành, Tào Tháo không nỡ giết, chỉ muốn đánh gục uy phong của Nễ Hành. Lại nghe Nễ Hành giỏi đánh trống, liền cho triệu Nễ Hành làm quan trống, đặt tiệc lớn thết khách, nghe thử âm trống. Lần này Nễ Hành đến và tiếng trống mới âm vang tinh tế làm sao, thần thái khác thường, âm tiết bi tráng, người nghe thầy đều cảm kích. Nễ Hành lại đi đến trước mặt Tào Tháo, nhưng quan phụ trách lễ nghi đã ngăn lại, phải thay y phục chuyên dùng của quan trống đã, sao nghĩ có thể ăn mặc như thế này. Nễ Hành nói, được, rồi từ từ cởi bỏ từng cái một, người trần như nhộng ngay trước mặt Tào Tháo, lại từ từ thay mặc chế phục, không hề cảm thấy xấu hổ, còn chơi trống lần nữa mới đi. Lúc này, Tào Tháo không biết nên trốn đi đâu. Có điều, Tào Tháo vẫn là Tào Tháo. Tháo cười khà khà nói với quan khách, ta định bụng làm nhục Nễ Hành, chẳng ngờ mới là người bị nhục. Khổng Dung cũng hết sức bất bình về chuyện này, đã trách cứ Nễ Hành một hồi, đồng thời nhiều lần ca ngợi Tào Tháo là người trọng tài. Nễ Hành bằng lòng gặp Tào Tháo. Khổng Dung mừng rỡ vô cùng, chạy đến báo tin cho Tào Tháo. Tào Tháo cũng rất mừng, căn dặn gia nhân hễ Nễ Hành đến phải báo ngay. Nào ngờ cứ thế chờ cho đến chiều Nễ Hành mới tới, và không phải tới để xin lỗi mà tới để mắng mỏ. Lúc đó, Nễ Hành mặc áo vải thường, đầu quấn khăn thô, tay cầm gậy gỗ, ngồi ngay trước cửa đại doanh, mở miệng chửi bới. Vừa chửi lại vừa đập gậy xuống đất, chửi bới có ngọn có ngành, ra âm ra sắc. Quả nhiên Tào Tháo nổi giận, quay lại nói với Khổng Dung, thằng nhãi Nễ Hành là cái quái gì thế? Ta muốn giết hắn, bất quá chỉ như giết chuột mà thôi. Nễ Hành đúng là kẻ không biết điều, ít ra cũng không nên bán rẻ Khổng Dung, Tào Tháo cũng xem thường.
Có thể vì quá khinh bỉ, Tào Tháo đã không thèm giết mà đẩy Nễ Hành sang chỗ Lưu Biểu. Lưu Biểu có tiếng khoan dung và yêu quý kẻ sĩ. Sau khi đến đó, Nễ Hành như được thay cung đổi dây, hòa thuận cùng nhau, có thể đó là biện pháp hay. Nhưng tiếc thay, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, cuối cùng thì Nễ Hành lại ầm ĩ với Lưu Biểu. Lưu Biểu đành phải đẩy Nễ Hành sang chỗ Hoàng Tổ. Hoàng Tổ là người thô lỗ, chịu sao được cung cách của Nễ Hành. Trong một buổi yến tiệc, Nễ Hành lại nói lời khiếm nhã. Hoàng Tổ liền trách cứ, Nễ Hành đã mắng chửi đối đáp. Hoàng Tổ quá giận, sai người lôi ra đánh. Lúc này Nễ Hành càng lồng lộn, mắng chửi. Hoàng Tổ hết chịu nổi, hạ lệnh giết Nễ Hành. Chủ bạ của Hoàng Tổ cũng căm giận Nễ Hành, đã cho giết luôn. Lúc này Nễ Hành mới 26 tuổi. Nễ Hành chết, một phần là do mình tự chuốc lấy. Nễ Hành cũng quá đáng. Trong số những văn sĩ chết oan, Nễ Hành là người ích kỷ cực đoan. Tự cao tự đại là biểu hiện của ích kỷ. Nễ Hành chỉ thấy có mình, không thấy có người khác. Nễ Hành xem thường tất cả mọi người. Để biểu hiện cái gọi là ngạo khí của mình, Nễ Hành chẳng ngại gì, đã đẩy người bạn là Khổng Dung đến chỗ rất khó xử. Không thể coi đó là anh hùng, chỉ có thể coi là cặn bã. Sự thực thì, cái gọi là ngạo cốt của Nễ Hành không hề là chính nghĩa, chỉ là biểu hiện của một thứ ác tính đến mức muốn hạ thấp người khác, để cao mình. Lúc đó, kinh đô Hứa Xương vừa xây dựng xong, hào kiệt các nơi đổ về, nhân tài chật ních, có người đề nghị Nễ Hành nên qua lại với Trần Quần, Tư Mã Lan. Nễ Hành vênh mặt lên, nói, ta có thể kết giao với loại giết lợn bán rượu chăng? Trần Quần tự Trường Văn, ông nội, cha và chú đều là danh sĩ đương thời, bản thân cũng là bạn của Khổng Dung, cũng là quan trọng triều, không là người giết lợn. Tư Mã Lang tự Bá Đạt, con em thế gia, là anh cả của Tư Mã Ý, đương nhiên, cũng không phải là kẻ bán rượu. Một người hỏi Nễ Hành, thế Tuân Úc và Triệu Chí Trường thì sao? Tuân Úc là một nhân tài, là mưu sĩ hàng đầu của Tào Tháo, Triệu Chí Trường là tướng quân dẹp giặc thời đó, ăn rất khỏe. Thế là Nễ Hành bĩu môi nói luôn, với bộ mặt của họ Tuân đó chỉ đáng được làm quan coi sóc tang lễ và với cái bụng ấy họ Triệu kia có thể làm gián bếp mời khách. Tóm lại, Nễ Hành xem thường tất cả, có thể vừa mắt một chút chỉ có Khổng Dung và Dương Tu. Nễ Hành cũng chẳng nể nang gì, thường nói với người khác, chỉ có thằng lớn Khổng Văn Cử, Khổng Dung và thằng tiểu tử Dương Đức Tổ, Dương Tu còn hợp được, những thằng bé khác chẳng có gì đáng nói. Nễ Hành nói những câu đó lúc mới hơn 20 tuổi. Khổng Dung đã 40 tuổi bị gọi là thằng lớn. Rõ ràng Nễ Hành điên khùng đến chừng nào. Một người vô lễ điên khùng như vậy thì không thể có quan hệ tốt với mọi người. Nhưng gần như Nễ Hành cũng không muốn có mối quan hệ tốt đó. Lúc Nễ Hành bị Tào Tháo đuổi, mọi người ra tiễn, Nễ Hành lại làm mình làm mày, rất lâu mới tới. Mọi người tức giận, nên ai ngồi cứ ngồi, ai nằm cứ nằm, đều không để ý đến Nễ Hành. Nễ Hành liền ngồi phịch xuống và khóc giống lên. Mọi người hỏi vì sao khóc. Nễ Hành nói, người ngồi như nấm mồ, nằm như xác chết, ta bị kẹp giữa mồ mả và xác chết, không buồn sao được. Một người thích chửi bới cay độc như vậy, có ai sẽ thích thú đây. Nễ Hành bốc đồng, hay mắng người nên đã phải chết. Lúc đến chỗ Lưu Biểu, Nễ Hành được coi là thượng khách, Nễ Hành lại luôn châm chọc xô quan viên bên cạnh Lưu Biểu. Thế là số người này liền đến to nhỏ với Lưu Biểu, nói Nễ Hành thừa nhận tướng quân nhân ái khoan hậu. Nhưng đó là lòng nhân ái của đàn bà, không có năng lực quyết đoán, thể nào rồi cũng thua. Lời nói đó đánh trúng vào nhược điểm của Lưu Biểu, nhưng Nễ Hành đâu có nói thế, nhưng cứ nói đó là lời của Nễ Hành thì ai cũng tin. Thế là Lưu Biểu từ xấu hổ thành tức giận, liền đẩy Nễ Hành đến chỗ Hoàng Tổ. Tào Tháo để Nễ Hành đến chỗ Lưu Biểu, vì biết Lưu Biểu khoan hậu, thể nào cũng cho Nễ Hành một lối thoát, hy vọng Nễ Hành sẽ tốt hơn. Lưu Biểu biết Hoàng Tổ là kẻ thô lỗ, còn đẩy Nễ Hành sang đó, hẳn có ý không cho Nễ Hành sống tiếp, thậm chí là mượn dao giết người. Rốt cuộc, Nễ Hành chết vì không có pháp chế và nhân quyền. Dù Nễ Hành có ác độc, đáng ghét tới đâu, ít nhiều cũng là có tội, nhưng không đáng chết. Nhưng có thể khẳng định nếu Nễ Hành có ở trong một xã hội đủ pháp chế và nhân quyền, cũng chẳng được mấy người yêu thích. Xét một cách tương đối thì Dương Tu chết có phần không rõ ràng. Dương Tu tự Đức Tổ, là con của thái úy Dương Bửu, là người thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa có thừa. Ngay kẻ cuồng vọng Nễ Hành cũng thừa nhận Dương Tu là một nhân vật và thường gọi là thằng nhỏ. Dương Tu còn là người khiêm nhường, cung kính. Dương Tu chết không phải vì đã đắc tội với bất kỳ ai.
các sử gia đều cho rằng Dương Tu chết là do việc tranh giành ngôi thái tử giữa Tào Phi và Tào Thực, Dương Tu lại giúp Tào Thực. Sau khi Tào Tháo quyết định lập Tào Phi làm thái tử, để ngừa việc Dương Tu giúp Tào Thực tranh giành với anh, gây phiền hà, huynh đệ tương tàn, nên trước lúc lâm chung hơn trăm ngày, Tào Tháo đã giết Dương Tu. Điều đó thực đáng ngờ. Đúng là Dương Tu có giúp Tào Thực, nhưng chưa phải là tư đảng của Tào Thực. Sau khi Tào Phi được lập làm thái tử, Dương Tu muốn rời xa Tào Thực. Nhưng Tào Thực lại lôi kéo Dương Tu không dám từ chối. Tào Thực vẫn là con cưng của Tào Tháo, tuy không làm được thái tử, nhưng cũng không mắc tội. Dương Tu từng xuất thân danh môn, bốn đời là thái úy, nhưng lúc đó ngay như hoàng đế cũng trở thành con rối trong tay Tào Tháo thì thái úy là cái gì chứ? Nếu Dương Tu không chơi với anh em họ Tào thì có thể thế nào đây? Huống hồ quan hệ giữa Dương Tu và Tào Phi cũng không tồi. Dương Tu từng tặng bảo kiếm cho Tào Phi vô cùng thích thú luôn mang theo bên mình. Về sau Tào Phi lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Lạc Dương, vẫn mang theo thanh bảo kiếm đó. Một hôm, Tào Phi ra khỏi cung, bỗng thấy nhớ Dương Tu, liền ôm bảo kiếm, ra lệnh dừng xe, rồi quay lại nói với Tả Hữu, năm đó Dương Đức Tổ bảo đây là thanh kiếm của Vương Mao. Vương Mao bây giờ ở đâu? Đến khi tìm thấy Vương Mao, Tào Phi đã ban cho Vương Mao lương thực và áo quần. Tục ngữ có câu yêu ai, yêu cả tông ti họ hàng. Tào Phi yêu quý thanh bảo kiếm, nên yêu quý luôn cả Vương Mao, còn muốn trọng thưởng, gọi Dương Tu bằng tự, không phải bằng tên. Rõ ràng Tào Phi rất có cảm tình với Dương Tu, hoặc tối thiểu cũng không có phản cảm. Người mà Tào Phi không muốn giết, cớ gì Tào Tháo phải giết thay? Tào Tháo vì mình nên đã giết Dương Tu. Con người Dương Tu tuy được mọi người thừa nhận là thông minh, nhưng thực ra chỉ là khôn vặt. Dương Tu phò tá Tào Thực vì đoán rằng phần nhiều Tào Tháo sẽ lập Tào Thực. Vì vậy, tuy cả hai anh em đều đi lại với Dương Tu, nhưng Dương Tu vẫn nghiêng về Tào Thực. Sau khi Tào Thực thất thế, Dương Tu định bỏ, đó là biểu hiện của khôn vặt, láu lỉnh. Dương Tu từng hướng dẫn cho Tào Thực một số chiêu hay, đó đều là chơi trò khôn vặt. Một lần, Tào Tháo lệnh cho hai anh em Tào Phi. Tào Thực ra công cán ở ngoại ô Nghiệp Thành. Trước đó, Tào Tháo cho dặn những người gác, không được cho ai ra ngoài. Dương Tu đã đoán ra cách sắp đặt của Tào Tháo, nên đã nói trước với Tào Thực, ngộ nhỡ người gác cửa không cho ngài ra, ngài có thể giết hán vì đã có vương mệnh trong tay. Kết quả, Tào Thực ra ngoài, Tào Phi thì không. Nhưng với cách sắp xếp lần này, Tào Tháo muốn khảo sát tổng hợp về hai anh em, tức là khảo sát cả tài lẫn đức. Xét về bề ngoài thì Tào Thực đã thắng, nhưng để lại cho Tào Tháo ấn tượng, Tào Phi nhân hậu, Tào Thực tàn nhẫn, thực tế là thua. Dương Tu biết một mà không biết hai, tầm nhìn hạn hẹp, vì vậy mới nói là khôn vặt. Từ chỗ khôn vặt, Dương Tu luôn là người tự bê đá đập vào chân mình. Dương Tu thích phỏng đoán những suy nghĩ của Tào Tháo, luôn giúp Tào Thực biết cách trả lời một số vấn đề và viết thành đáp án. Mỗi khi Tào Tháo có việc hỏi đến, chỉ cần chép lại những đáp án thích hợp, đã chuẩn bị sẵn, rồi gửi lên, mong Tào Tháo có được ấn tượng tài trí nhạy bén. Qua một, hai lần, Tào Tháo sinh nghi, Tào Thực dù có thông minh đến mấy, cũng không thể nhanh như vậy. Cử người đi xem xét và đã tìm ra nguyên nhân. Từ đó, Tào Tháo đã nhìn Tào Thực bằng con mắt khác và càng thêm ghét Dương Tu. Đáng tiếc, Dương Tu không tự biết mình, nên luôn luôn chơi trò khôn vặt. Là chủ bạ bên cạnh Tào Tháo, nhưng Dương Tu có bao giờ chịu chăm chỉ ngồi ở phòng làm việc mà cứ bỏ ra ngoài chơi. Nhưng lại sợ Tào Tháo có việc cần hỏi, nên trước khi ra ngoài, đã phỏng đoán suy nghĩ của Tào Tháo. Và theo thứ tự viết thành đáp án, còn dặn người hầu, nếu thừa tướng có lệnh xuống, cứ theo thứ tự đó mà trả lời. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, một trận gió thổi qua, thứ tự đáp án đã bị đảo lộn. Thì Tòng vẫn theo trước sau để trả lời, đương nhiên không khớp. Bỗng nhiên Tào Tháo tức giận, cho gọi Dương Tu đến hỏi. Dương Tu không dám giấu, đành phải nói thực. Khi nhìn Dương Tu đối phó với mình, trong lòng Tào Tháo tự nhiên vô cùng căm ghét. Tệ hơn nữa là Dương Tu muốn thể hiện tính khôn vặt của mình trước mặt mọi người. Một lần Tào Tháo đi thị sát phủ tướng quốc mới xây, xem xong không nói gì, chỉ cho người viết một chữ hoạt trên cửa. Dương Tu liền cho tháo cửa ra làm lại, phân tích rằng chữ hoạt trong chữ môn là chữ khoát, nghĩa là rộng. Thừa tướng chê cửa quá to. Một lần khác, có người biếu Tào Tháo một hộp bơ, Tào Tháo ăn một miếng rồi viết chữ hợp lên nắp hộp và đưa cho mọi người. Mọi người chưa hiểu, Dương Tu cầm hộp và ăn luôn, còn nói,
chẳng phải mỗi người một miếng sao? Nếu nói đó chưa phải là hành động thô thiển, khiếm nhã, thì những biểu hiện của Dương Tu trước Ba Quân đã làm Tào Tháo có ý muốn giết rồi. Năm 219, Tào Tháo thống lĩnh đại quân từ Tràng An ra Tà Cốc, tiến quân vào Hán Trung, chuẩn bị quyết chiến với Lưu Bị. Nào ngờ Lưu Bị lại ém quân chỗ hiểm, cố thủ không đánh. Tào Tháo muốn đánh nhưng không tiến được, muốn thủ lại không có chỗ, tiến thủ đều khó. Một hôm thuộc hạ xin khẩu lệnh trong quân, Tháo chỉ nói, kê cân, gân gà. Dương Tu nghe xong đi thu dọn hành trang luôn. Mọi người vội hỏi lý do. Dương Tu nói, món gân gà này ăn thì vô bổ, vứt thì tiếc, chúa công dự định quay về. Lần này Dương Tu lại đoán đúng, nhưng chỉ e lần này Dương Tu sẽ mất đầu. Quả nhiên, chưa đến nửa năm sau, Tào Tháo đã giết Dương Tu với tội tiết lộ ngôn giáo, giao kết chư hầu, tương đương với các tội tiết lộ bí mật quốc gia, câu kết bè đảng, nói lời mê hoặc dân chúng. Nghe đâu trước khi chết, Dương Tu từng nói với người khác, chết thế này còn hơn là muộn. Nhưng nếu Dương Tu cho rằng mình chết do can hệ với Tào Tháo, chết như vậy là không rõ ràng. Dương Tu không hiểu mình đang sống trong thể chế chuyên chế mà Tào Tháo là một trong mấy kẻ chúa nghi kỵ trong chế độ đó. Loại nhân vật này luôn luôn nghi kỵ và đề phòng. Họ sợ nhất và hận nhất những ai đoán thấu tâm can của mình. Bởi vì muốn duy trì nền thống trị độc tài chuyên chính của họ thì phải thi hành chính sách ngu dân và đường lối chính trị đặc vụ. Họ muốn nắm vững tất cả về người khác, nhưng lại không muốn người khác biết được suy nghĩ của mình, ngoài những điều họ muốn ám chỉ hay nhắc nhở. Tóm lại, kẻ độc tài cần phải thần thánh hóa mình, có vậy mới là thiên uy khó lường, khiến người khác phải lo sợ, còn mình thì thoải mái hành sự. Dương Tu nhìn thấu tâm can Tào Tháo, còn đoán được Tào Tháo sẽ hỏi gì trước gì sau, như EA thực đáng sợ. Có một nhân vật như chiếc máy XQUANG ở ngay cạnh, Tào Tháo còn có thể chơi trò chính trị không? Nếu Dương Tu đoán được nhưng không nói ra, có thể sẽ hay hơn. Đằng này Dương Tu lại nói khắp nơi, kích động một số người không thần phục, chí ít cho Tào Tháo là không sâu sắc. Vì vậy, cái đó trước sau gì cũng phải nhổ. Có thể nói, Nế Hành chết vì không hiểu người, Dương Tu chết vì quá hiểu người. Nhưng cả hai đều không hiểu chính mình và không hiểu giữa người với người phải xử sự như thế nào. Nói đơn giản, Thôi Diễm chết vì trung thành chính trực, Khổng Dung chết vì không thức thời, Nế Hành chết vì điên khùng sằng bậy, Dương Tu chết vì tự coi mình là thông minh. Thôi Diễm chết là oan nhất, Nế Hành chết vô nghĩa nhất. Chú thích. 1. Bá Di được coi là điển hình của người quân tử. Nghe nói Bá Di, mắt không nhìn việc ác, tai không nghe điều ác, là vua của mình mới thờ, là dân của mình mới khiến. Sử Ngư là điển hình của trực thần, vì Linh Công không nghe lời chung của ông, nên trước lúc lâm chung có để lại di chúc. Không cho người nhà làm tang lễ ở chính đường, cuối cùng thì dùng cách lấy thi thể để khuyên, Vệ Linh Công đã phải sửa chữa sai lầm. Vì vậy Khổng Tử nói, chính trực thay, Sử Ngư. Đất nước có đạo, Sử Ngư thẳng như mũi tên, đất nước vô đạo, Sử Ngư vẫn thẳng như mũi tên. Mạnh Tử nói, nghe theo phong cách Bá Di thì kẻ tham cũng thành liêm, kẻ đơn hèn cũng biết lập chí. 2. Lỗ Tấn, quan hệ giữa phong độ và văn chương Ngụy Tám, giữa thuốc và rượu, tác giả. 5. Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực. Tào Tháo chưa hẳn đã thích giết người. Tào Tháo vốn là người rất quý sinh mạng, rất yêu cuộc sống và cũng rất trọng tình cảm. Tào Tháo tuy tàn nhẫn nhưng không bạo ngược, lạnh lùng nhưng không vô tình. Tàn nhẫn và lạnh lùng không phải là bản tính trời sinh của Tào Tháo. Đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự tàn khốc buộc Tào Tháo phải như vậy. Bởi Tào Tháo không tàn nhẫn thì người khác cũng tàn nhẫn với Tào Tháo. Tào Tháo không lạnh lùng thì không thể thắng nổi kẻ thù hung ác. Trước mặt Tào Tháo là cuộc đấu tranh một sống một chết. Không biết có bao nhiêu người đang tìm cách để nắm gáy Tào Tháo. Không biết có bao nhiêu người cười nhạo Tào Tháo trong cơn hoạn nạn nguy khốn. Không biết có bao nhiêu người đang mài dao tuốt kiếm chờ lấy đầu Tào Tháo. Tào Tháo không thể không lạnh lùng, không thể không tàn nhẫn, không thể không vượt lên trước lấy mạng người khác, thậm chí phải giết cả những người vô tội. Nhưng yêu quý sinh mạng, tôn trọng tình cảm mới là bản tính của Lào Lao. Vì vậy, Lào Y Hào giết người không chớp mắt, nhưng không lấy giết người làm vui, chấp pháp không nể tình, nhưng thấu tình đạt lý. Những việc như vậy có không ít. Sau khi giết Viên Đàm, Tào Tháo từng có lệnh, ai dám khóc sẽ bị giết cùng với vợ con. Nhưng Kỷ Châu biệt giá Vương Tu lại ngang nhiên kháng lệnh, đến bên thi thể Viên Đàm khóc ầm lên, còn yêu cầu được mai táng thi thể Viên Đàm.
Tào Tháo có ý giữ yên lặng không đồng ý. Vương Tu nói, Vương Mỗ chịu ân sâu nhà họ Viên, không thể không báo. Sau khi mai táng xong Viên Đàm, sẽ xin được chết, chết mà không ân hận. Tào Tháo lấy làm cảm động, nói đúng là một nghĩa sĩ. Tào Tháo không những không giết Vương Tu, còn bổ nhiệm là Tu Kim Trung Lang tướng. Sau khi Khổng Dung mất, rất nhiều người trước đây từng qua lại, không dám đến dự tang lễ ngoại trừ Chỉ Tập, Tự Nguyên Thăng, người Kinh Triệu. Chỉ Tập phủ phục bên thi thể Khổng Dung mà khóc, Văn Cử ôi Văn Cử, ông bỏ ta mà đi, từ nay ta còn biết nói chuyện với ai, ta sống liệu còn có ý nghĩa gì. Sau này Chí Tập đã đến nhận sai với Tào Tháo, Tào Tháo gọi tự của Chỉ Tập nói, Nguyên Thăng ôi Nguyên Thăng, cậu thật khẳng khái và đa tình. Còn hỏi Chỉ Tập hiện sống ở đâu, nghe nói Chỉ Tập vừa dọn nhà, Tào Tháo liền sai người ban cho 100 đấu thóc. Thực tế thì Tào Tháo là người đa tình và khẳng khái. Quách Gia tuổi trẻ đã qua đời, Tào Tháo đau khổ đến sống giờ chết giờ. Tào Tháo dâng biểu triều đình, viết thư cho Tuân Úc, cùng Tuân Úc và mọi người trò chuyện về Quách Gia, và mỗi lần như vậy Tào Tháo đều rơi lệ, xót xa. Tháo nói, Phụng Hiếu tuổi chưa đầy 40, mới 30 giám, 11 năm cùng ta. Trong những ngày gian khổ đó, Phụng Hiếu đã cùng ta ra tay chèo trống. Tất cả đều gian nan khốn khó như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc ta chưa biết phải làm gì, Phụng Hiếu đã quyết đoán kịp thời, nhanh chóng lập công. Chỉ mình Phụng Hiếu là hiểu được tâm nguyện của ta. Ta và các vị đều cùng thời, chỉ mình Phụng Hiếu là trẻ tuổi nhất. Từ lâu ta định nhờ cậy Phụng Hiếu về hậu sự, nào ngờ Phụng Hiếu lại ra đi trước ta. Thực ra, Phụng Hiếu đã biết trước là nguy hiểm. Vì sức yếu, miền Nam lại nhiều dịch bệnh, nên Phụng Hiếu thường nói, đến miền Nam rồi chỉ sợ không còn sống mà quay lại. Nhưng vì muốn cùng ta vượt qua hoạn nạn, nên Phụng Hiếu nhất quyết ra đi. Tình sâu nghĩa nặng đó, ta làm sao mà quên được. Này, tuy ta đã quỵ công, phong thưởng, nhưng đối với một người chết, việc đó còn có tác dụng gì? Còn có tác dụng gì đây? Trong thiên hạ, thực khó kiếm được người chi kỳ, khó khăn lắm mới có được một người thì lại vội bỏ ta mà đi. Trời xanh ở đâu? Người bảo ta phải làm gì đây? Đọc đoạn văn trên, hẳn trong chúng ta không ai là không cảm động. Ngay với số bè bạn từng phản lại mình, Tào Tháo vẫn rất coi trọng những tình cảm cũ. Trần Cung và Tào Tháo từng có thời đi lại với nhau không bình thường. Tào Tháo được nhận chức Duyện Châu Mục là do công lao của Trần Cung đã rời bỏ Tào Tháo, chạy sang với Lã Bố và quyết tâm giúp Lã Bố đánh Tào Tháo. Sau khi bị bắt làm tù binh, Trần Cung thả chết không chịu hàng. Tào Tháo liền gọi tự của Trần Cung, Công Đài, cậu muốn chết thì chết, nhưng còn mẹ cậu thì sao? Trần Cung thở dài, nói, Trần Mỗ nghe nói, người lấy hiếu, chỉ thiên hạ không bao giờ giết người thân kẻ khác, mẹ già sống hay chết do Minh Công quyết định. Tào Tháo lại hỏi, thế còn con và vợ cậu thì sao? Trần Cung đáp, nghe nói người cai trị thiên hạ bằng nhân chính không làm người khác phải tuyệt hậu, vợ con sống hay chết đều do Minh Công biết nên làm thế nào. Nói xong, không hề nhìn lại, đi thẳng ra pháp trường. Tào Tháo rơi lệ, nhìn theo đứa tiễn. Sau khi Trần Cung chết, Tào Tháo trông nom mẹ già, lo gả chồng cho con gái của Trần Cung, đối đãi còn khá hơn khi xưa. Đúng là Tào Tháo rất trọng tình bạn. Tào Tháo rất mong trong cuộc sống và sự nghiệp của mình có thể có được nhiều bạn bè. Trong bài thơ Đoạn Ca Hành, Tháo viết: Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, đãn vi quân cố trầm ngâm trí câm. Ưu lộc minh, thực giã chi binh, ngã hữu gia tân, cổ sắt suy sinh. Minh minh nhu nguyệt, hà thời khả truyết, ưu tông trung lai, bất khả đoạn tuyệt. Việt mạch độ thiên, uổng dụng tương tồn, khế khoát đàm yến, tâm niệm như ân. Bài thơ này rất cảm động, có thể dịch như sau: Người mặc áo xanh kia làm lòng ta nhung nhớ, chỉ vì yêu quỷ anh ta khiến nay ta vẫn trầm ngâm. Bầy hươu gọi nhau u u đến ăn cỏ bình trên cánh đồng, ta nghênh tiếp các vị khách quỷ, hãy tấu đàn sắt, hãy thổi sênh lên. Vầng trăng vòng vặc trên cao kia, khi nào mới có thể hải được? Nỗi yêu sầu dằng dặc trong lòng không làm cách nào dứt ra được. Người khách vượt qua những con đường nhỏ mà đến, thật là vất vả hỏi thàm nhau. Lâu ngày gặp lại được cùng nhau uống rượu đàm đạo, ân tình xưa cũ quả thật khó quên. Trước lúc lâm chung là lúc thể hiện rõ nhất Tào Tháo là người trọng tình. Năm 220, Tào Tháo bị bệnh nặng. Lúc này Tào Tháo đã 66 tuổi, theo cách nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, Tào Tháo coi là đã sống đủ. Một người phóng khoáng như Tào Tháo,
hẳn sẽ chẳng ngại gì với sống chết và cũng không mấy bận tâm đến công tội được mất của mình. Tào Tháo để lại bản di lệnh rất dài, coi là lời bàn giao cuối cùng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là ở đó, nhà chính trị kiệt xuất không hề nói tới chính trị. Nói về công tội được mất cũng chỉ có một câu, ta chấp pháp trong quân nói chung đều là đúng, còn việc nổi nóng nhỏ, phạm sai lầm lớn thì đều không đáng nói. Phần còn lại của di lệnh nói tới nhiều chuyện vụn vặt khác, như tỳ thiếp và các ca kỹ lúc thường đã rất vất vả. Sau khi ta qua đời, cho họ ở đài đồng tước, không được ngược đãi họ. Những hương phấn còn thừa thì chia ra, không dùng để cúng tế, tránh lãng phí. Đàn bà ở các phòng nếu còn dỗi thì cho học vá may, bện giày cỏ đem bán, một hồi nữa. Một số người đời sau xem thường chuyện này. Lục Cơ người đời Tấn, nói có phần văn vẻ, uyển chuyển, tình cảm sướt mướt, lưu luyến nơi khuê phòng, thương vợ còn nuối tiếc, hận cuối đời mới hiểu, điếu Ngụy Vũ Đế Văn. Tô Đông Pha thì chẳng khách khí gì, bất luận là ai, chỉ cần không sợ khi lâm nạn, tươi cười trước cái chết mới xứng là anh hùng. Như Tháo, trước lúc chết còn khóc lóc, lưu luyến thê thiếp, chia hương bán dép là thế nào. Vì vậy, Tô Đông Pha nói toẹt luôn, bình sinh gian dối, lúc chết mới thật. Ý tứ trong Không Bắc Hải Tán rất rõ ràng, đừng thấy Tào Tháo lúc thường, giở trò, ra vẻ ta đây là anh hùng hào kiệt mà nhầm, thực chất là kẻ gian hùng, tới lúc chết mới thòi đuôi. Tô Đông Pha là nhà văn tôi thích nhất, nhưng với lời bản cao siêu trên, tôi không dám đồng tình. Tào Tháo bệnh chết, không bị lôi ra chặt đầu ngoài pháp trường, vậy ông muốn người ta lâm nạn không sợ như thế nào? Tào Tháo không kêu trời kêu đất, khóc lóc không muốn chết, sao không phải là anh hùng? Người xưa nói, khẳng khái xông vào cái chết, dễ, ung dung chết vì nghĩa lớn, khó. Tào Tháo tuy không chết vì nghĩa lớn, nhưng đã chết một cách ung dung. Có thể sắp xếp nhiều việc hậu sự, đó là biểu hiện của sự ung dung. Đúng vậy, so với mấy lời khẳng khái, hào hùng trước lúc chết của nhiều nhân vật anh hùng thì bản di lệnh của Tào Tháo chẳng anh hùng chút nào, giống hệt như mấy lời của người dân bình thường, chẳng ra gì. Nhưng tôi cho rằng đó mới thật là Tào Tháo. Tào Tháo là người, không phải là thần. Tháo vốn là người bình thường, không phải, cũng không muốn, là thánh nhân siêu phàm thoát tục. Hơn nữa, với thân phận địa vị như vậy mà dám công khai bộc lộ cái phàm phu tục tử ra ngoài, không che che giấu giấu. Ra vẻ ta đây, thì đó là chỗ hơn người, là bản sắc anh hùng của Tào Tháo. Ta là người tục, các người sẽ thế nào đây? Ta nghĩ sao nói vậy, thích gì làm đấy, các người sẽ thế nào đây? Theo tôi, so với những bản di chúc đầy giọng quan lại, đầy khẩu hiệu chính trị thì di lệnh của Tào Tháo chân thật hơn nhiều, đáng quý hơn nhiều. Ngược lại, Tô Đông Pha giỏi giang, ít nhiều đã lòi đuôi là kẻ dung tục. Đương nhiên, Tô Đông Pha nói cũng đúng, bình sinh gian dối, lúc chết mới thật. Có điều giữa chúng ta và Tô, sự hiểu biết và đánh giá về chân tính không giống nhau. Theo tôi đó là nhân tính. Tào Tháo không phải là cô máy giết người hay phù hiệu chính trị. Tào Tháo là người, một người có máu thịt, có tư tưởng tình cảm. Nếu nói, lúc thường vì nhu cầu đấu tranh chính trị, Tào Tháo không thể không che giấu nội tâm của mình, tức là bình sinh gian dối. Vậy, trước lúc chết còn gì phải nghi kỵ nữa, tức là lúc chết, lời nói mới thật. Lời thật trước lúc lâm chung của Tào Tháo nói lên sự quyến luyến cuộc sống, tình thương nhớ những người thân. Tào Tháo nam chinh bắc chiến, cả đời trên lưng ngựa, cuộc sống thường ngày với gia đình không nhiều, nên đã gìn giữ nhiều tình cảm đặc biệt với người thân. Có vậy, trước lúc lâm chung Tào Tháo mới nói, cả đời ta đã làm nhiều việc, không hề phái hối hận ta chưa không phải với ai. Duy có một việc khi xuống Cửu Tuyền, nếu Tử Tu đến đòi mẹ, ta không biết phải trả lời ra sao. Tử Tu là Tào Ngang, con cả của Tào Tháo. Mẹ đẻ của Tào Ngang là Lưu Phu Nhân mất sớm, Tào Ngang được Đinh Phu Nhân, người không sinh nở, được nuôi dưỡng. Đinh Phu Nhân coi Ngang như con đẻ. Về sau Tào Ngang chết trận, Đinh Phu Nhân khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa chửi, còn trách móc Tháo, con thiếp bị giết, ông không hề quan tâm. Tào Tháo bực bội, sai đưa họ Đinh về nhà ngoại. Cho nên trước lúc qua đời, Tào Tháo mới nói vậy. Thực ra thì Tào Tháo cũng đã làm hết sức mình, Tháo đích thân đến nhà mẹ đẻ Đinh Phu Nhân đón bà. Nhưng Đinh Phu Nhân ngồi trước khung cửi dệt vải, không động đậy, cũng không đếm xỉa đến Tào Tháo. Tào Tháo đến bên, để tay lên lưng Phu Nhân, giọng nói nhẹ nhàng, chúng ta cùng ngồi xe về nhà được không? Đinh Phu Nhân không màng trả lời, chẳng còn cách nào khác. Tào Tháo đành phải chia tay với Phu Nhân. Với tính nóng này, bạo ngược hung hãn, Tào Tháo làm được như vậy thực không đơn giản. Hơn nữa,
Không muốn để Đinh Phu Nhân phải đơn chiếc, Tào Tháo đã bằng lòng để Đinh Phu Nhân cải giá. Đinh Phu Nhân không chịu, cha mẹ Phu Nhân cũng không dám. Đương nhiên là không dám, dù có dám gả thì cũng chẳng ai dám lấy. Trước lúc lâm chung, Tào Tháo còn việc nữa chưa an tâm, là việc đứa con nhỏ Tào Cán. Lúc Tào Cán 3 tuổi thì mẹ đẻ Trần Cơ qua đời, bây giờ Cán mới 5 tuổi. Vì vậy, Tào Tháo mới có di lệnh riêng cho Tào Phi, nó 3 tuổi mất mẹ, 5 tuổi mất cha, lại mệt cho ngươi rồi. Vì có đạo di lệnh, hơn nữa, lúc lập tự Tào Phi lại được mẹ đẻ Tào Cán giúp đỡ, nên sau này đối với Tào Cán, Tào Phi cũng có vài phần huynh trưởng như cha. Lúc Tào Phi lâm chung, lại gửi Tào Cán cho Minh Đế Tào Duệ. Tào Duệ đối với Tào Cán cũng khá, có phần ân sủng hơn, phong tới chức Triệu Vương. Lục Cơ có lời bàn về chuyện này, đau lòng thay. Mới tự mình gánh vác cả thiên hạ, mà nay phải gửi gắm đứa con yêu cho người khác. Một người có thể gánh vác cả thiên hạ, lúc lâm chung đành phải gửi con yêu cho người khác, dù người khác cũng là con mình. Nói ra thì đây là điểm khiến mọi người phải thương cảm, nhưng đây đúng là chân tình của một con người. Thực tình thì con người là rất yếu đuối, vĩ nhân cũng thế thôi. Ngài Lỗ Tấn từng nói, vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực, thương con, sao không phải trượng phu. Tào Tháo thương con, Hạng Vũ biệt cơ, họ đều là những người có tình và đều là hào kiệt thật, là đại trượng phu. 6. Gian hùng đáng yêu. Tào Tháo không chỉ có tình mà còn đáng yêu. Điểm đáng yêu nhất của Tào Tháo là thích nói thật. Trong đấu tranh chính trị, bươn trải nơi quan trường, tránh sao khỏi phải giả dối, ít ra cũng là lời nói trong chốn quan trường, huống chi Tháo lại là gian hùng. Nhưng chỉ cần có điều kiện là Tháo nói thật hoặc gần như thật, không có. Vẻ gì là quan cách? Nhượng huyện tự minh bản chí lệnh vốn là bài chính trị cực kỳ quan trọng, xứng đáng với bốn chữ cương lĩnh chính trị, nhưng lại viết rất thật, rất rõ ràng, không hề quan cách. Mở đầu Tháo nói, cá nhân tôi vốn chẳng có hùng tâm tráng trí gì, cũng không phải là nhân sĩ nổi tiếng. Lúc đầu chỉ muốn là một quận thú tốt, về sau chỉ muốn là một tướng quân tốt, không dám có nhiều quân. Chỉ vì thời thế biến đổi, nên tôi mới có vị trí như bây giờ, đúng là ý nguyện được thực hiện, là nhân thần cao quý nhất. Lúc này đã có thể nói mạnh, một khi đất nước không có Tào Mỗ này, liệu sẽ có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương? Số người đàm tiếu về Tào Mỗ cũng nhiều hơn. Tôi có thể nói thẳng với mọi người, tôi chỉ muốn là Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Phụng Thiên Tử để lệnh các chư hầu. Điều này tôi không chỉ nói với các vị, mà còn nói cả với vợ, con. Tôi còn muốn trăm năm sau, mọi cơ thiếp đã được cải giá, sẽ lan truyền nguyện vọng của tôi ra khắp bốn phương. Cũng vậy, tôi muốn nói rõ với mọi người, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ binh quyền, về quê dưỡng già. Vì sao vậy? Vì sợ, một khi mất hết binh quyền, tôi sẽ bị hãm hại, đất nước sẽ không yên bình. Tôi có thể nhường một ít đất mà Hoàng thượng ban thương, còn quyền lực thì không nhường. Tóm lại, đất nước chưa yên, không thể nhường quyền, còn như đất đai, tôi có thể nhường. Đó là thái độ của tôi. Những lời nói trên là hết sức rõ ràng chân thực đến mức không còn gì để nói. Bảo Tháo khuếch khoác chăng? Tháo không bốc phét, thuở thiếu thời Tháo không có địa vị, danh vọng gì? Bảo Tháo dối trá chăng? Tháo không dối trá. Tháo nói, Tháo muốn làm quan, muốn là Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công dã tâm rất lớn. Bảo Tháo giả khiêm tốn chăng? Không, khẩu khí của Tháo rất lớn. Từng nói không có Tào Mỗ, thiên hạ sẽ loạn ngay. Bảo Tháo không thật chăng? Tháo rất thật, nói, không một giây phút nào rời khỏi quyền lực, một chút cũng không nhường. Nói đến vậy thì liệu còn ai có thể nói gì thêm? Không còn ai. Rõ ràng Tào Tháo là người thông minh. Trong thời đại người người đều dối trá thì nói thật là vũ khí tốt nhất. Đó không chỉ vì bản thân lời nói thật có sức mạnh hùng biện, còn vì lời nói thật làm cho kẻ nói dối không còn đường rút, vở diễn của họ cũng phải khép lại, buổi diễn phái hạ man. Sáu vậy để đối phó với loại người thường ra ie quan cách, luôn khuếch khoác, dối trá, thì biện pháp tốt nhất là luôn nói thật. Giống như đứa trẻ reo lên, ôi, hoàng đế không mặc quần áo. Lúc này, những kẻ chuyên dối trá sẽ phát hiện ra mình cũng không mặc quần, thực đáng hổ thẹn, thực vô tích sự. Tào Tháo nói như vậy, không hoàn toàn vì sách lược đấu tranh, mà vì bản tính của Tào Tháo là ưa nói đúng, nói thật. Vì vậy Tào Tháo nói rar tự nhiên, rất lưu loát và mạnh mẽ. Tuy đằng sau lời nói đúng đó còn có chút chưa sát, đằng sau lời nói thật đó còn có chút giả dối, thậm chí còn có việc chưa cho người ta biểu, nhưng tất cả đều được giấu kín, không để lộ chân tướng. Tào Tháo cũng rất thực tế.
bữa ăn không cần cầu kỳ, quần áo không cần cầu kỵ, chỗ ở cũng đơn giản, chỉ cần no bụng, đủ chất, quần áo vừa vặn, chăn đắp thật ấm là được. Nhu yếu phẩm xa xỉ duy nhất của Tào Tháo có thể là các nghệ nhân ca múa và những người thiếp. Tào Tháo có phần háo sắc, nhưng cũng rất thực tế, không hề lấy cớ là đường con cái khó khăn. Tào Tháo đón nhận nhân tài cũng rất đơn giản. Tháo nói, bất kể là ai, trên triều cũng được, ngoài giã cũng được, nhã hay tục đều được. Chỉ cần biết trị quốc dụng binh là được, còn mang tiếng chưa hay, hành vi buồn cười, thậm chí la bất nhan bát hiêu cung chăng sao, miên là chú mèo tốt biết bắt chuột già. Cũng chính vì đơn giản như vậy, nên Tào Tháo vừa gian trá lại vừa rất đáng yêu. Lúc Tây Trinh Mã Siêu, Hàn Toại, Tào Tháo và Hàn Toại gặp nhau trên trận địa, binh sĩ của Hàn Toại nghe tin Tào Tháo xuất hiện đã ùa liên và dướn cố lên nhìn. Tào Tháo nói to, các người muốn nhìn Tháo ta chăng? Nói để mọi người hay, ta là người như mọi người, không hề có bốn mắt hai miệng, chỉ có một chút trí tuệ là hơn mọi người. Lời nói rất đơn giản, cũng rất đáng yêu. Trong sinh hoạt hàng ngày, Tháo rất thoải mái, rất tùy tiện. Tháo thường mặc áo lụa mỏng, lưng thắt đai da, tay cầm mấy thứ lặt vặt như khăn lau mặt, có lúc còn đội mũ thường bằng lụa để tiếp khách. Lúc nói chuyện với mọi người luôn thoải mái, nghĩ gì nói nấy, muốn nói gì thì nói luôn. Nói đến chỗ vui thì cười ngặt nghẽo, đầu gục xuống khay trà, mũ tóc ướt hết. Tháo rất thích nói đùa, ngay cả khi có việc nghiêm chỉnh. Năm Kiến An thứ 17, lúc cải cách cơ cấu, có người yêu cầu phân chia Đông Tào, có ý trách Tào Tháo chuyện Đông Tào, chuyện Mao giới nặng về lý nhẹ về tình. Tào Tháo trả lời sâu sắc và rất vui, mặt trời mọc đảng đông, trăng sáng từ hướng đông. Đông Tây, người ta luôn nói đông trước rồi mới đến Tây, vì sao phải phân chia Đông Tào? Lại như Diêm Hành đầu hàng Hàn Toại, có cha đang là con tin trong tay Tào Tháo. Tháo liền có thư cho Diêm Hành, lúc này Lệnh Tôn đại nhân đang bình yên vô sự. Có điều, lao ngục không phải là nơi dưỡng lão, hơn nữa, nhà nước cũng không thể nuôi dưỡng cha già cho người khác. Tào Tháo thích nói đùa và cũng rất thích những người bạn biết nói đùa. Thái úy Kiều Huyền là người từ lâu đã thích Tào Tháo, được coi là bạn vong niên của Tào Tháo. Trong Văn Tế Kiều Huyền, Tào Tháo có câu, năm đó Kiều lão cùng ta ung dung thể bồi, sau khi ta qua đời, lúc ngang qua mộ ta. Nếu không có một con gà, một bình rượu vào lễ, thì lúc xe qua được ba bước, nếu có đau bụng thì đừng trách. So với lời điếu của các quan thì bài Văn Tế này rất đáng yêu và tình cảm, chân thực hơn nhiều. Tào Tháo còn một người bạn cùng quê là Đinh Bùi, là kẻ tham lam vụn vặt, tùng dùng chức quyền đổi con bò gầy của nhà lấy con bò béo, kết quả bị bãi quan. Tào Tháo gặp họ Đinh có ý hỏi, Văn Hầu à, quan ấn của ngươi vứt đi đâu rồi? Đinh Bùi vui vẻ cười, nói, đổi lấy bánh nướng ăn rồi. Tào Tháo cười khà khà, quay lại nói với mấy người hầu, nhiều lần Mao Giới bảo ta phạt Đinh Bùi thật nặng. Ta nói, hắn giống như con mèo thích ăn vụng và biết bắt chuột, lưu lại vẫn có ích. Với tính cách đó, Tào Tháo có thêm nhiều thuận lợi trong sự nghiệp của mình. Người làm chính trị nếu nghiêm chỉnh quá cũng không hay, mọi người cảm thấy quá sâu sắc nên không tin hoặc cảm thấy không hiểu tình người nên khó gần. Tốt nhất là, lúc làm việc thì nghiêm túc chăm chỉ, lúc thường thì thoải mái dễ dãi, điều gì thuộc nguyên tắc thì không buông. Còn những thứ vụn vặt thì qua loa đại khái, như vậy chỉ có đủ uy nghiêm uy vọng của lãnh tụ, còn được coi là người tình cảm, hài hước. Người như vậy luôn được người khác quý mến, ủng hộ và trung thành. Tào Tháo chính là người như vậy. Đúng, Tào Tháo tuy thoải mái tùy tiện, nhưng không hề nông cạn. Thực ra, Tào Tháo là người thâm trầm. Dường như mọi người đều cho Tào Tháo là xảo trá, nhưng không ít người lại cho Tào Tháo là nông nổi. Như vậy là sai lầm trong lúc bình phẩm người khác. Xảo trá và nông nổi là hai tính cách không thể dung hòa. Người nông nổi tất không xảo trá, còn người xảo trá thì nhất định là thâm trầm. Vì thâm trầm nên tâm địa mới sâu sắc, tâm địa sâu sắc mới có quyền mưu. Người nông nổi thì chẳng giấu được ai, người nông nổi lại muốn có âm mưu quỷ kế sao? Chuyện đùa. Thực tế thì Tào Tháo không nông nổi và cũng không thích người nông nổi. Trong mắt Tào Tháo thì Khổng Dung, Nễ Hành thuộc loại người nông nổi. Chính vì coi họ là loại người nông nổi nên mới trục xuất Nễ Hành, mới không vội vàng ra tay với Khổng Dung. Tận khi Khổng Dung dâng thư đề xuất chủ trương không phong hầu trong phạm vi ngàn dặm, gần như là đuổi Tào Tháo ra vùng hẻo lánh xa xôi. Lúc này Tào Tháo được phong Vũ Bình Hầu, phong ấp cách Hứa Đô chừng 300 dặm, Tào Tháo hết cách nhẫn nhịn. Tuy vậy,
Trước mắt Tào Tháo vẫn cảnh cáo Khổng Dung với danh nghĩa người điều hòa mâu thuẫn giữa Khổng Dung và Si Lự. Tào Tháo có thư gửi Khổng Dung, nói, tuy ta Tiến không thể thực hiện giáo hóa di phong di tục, lui không thể xây dựng nhân đức đoàn kết đồng liêu. Nhưng ta nuôi dưỡng chiến sĩ, xả thân vì nước, còn có nhiều biện pháp đánh vào lũ tiểu nhân nông nổi hư vinh, thích kéo bè kết đảng. Rõ ràng Tào Tháo căm ghét lũ nông nổi và đương nhiên, không hề nông nổi. Không sai, lúc nhỏ Tào Tháo không thực nghiêm chỉnh. Tào Tháo thích bay nhảy vui đùa, làm những việc không đâu, thậm chí là những việc có phần ác ý nhưng cũng thích đọc sách. Đây chính là điểm khác với Lưu Bang, Hạng Vũ và những người khác. Về sau, trong cuộc đấu tranh chính trị gay gắt và phức tạp, Tào Tháo mới trở nên trầm tĩnh, lòng dạ sâu xa. Sử sách còn ghi, Tào Tháo cầm quân hơn 30 năm, tay không rời sách, ngày bàn về võ nghệ, đêm nghĩ đến kinh truyện. Đó là người nông nổi sao? Tào Tháo mặc áo thường, nói chuyện vui, làm văn thơ, nghe âm nhạc, tiếc rằng đó chỉ là giây phút nghỉ ngơi sau lúc làm việc căng thẳng và đó cũng là biểu hiện thế giới nội tâm phong phú của Tào Tháo. Rõ ràng đó còn là viên đạn bọc đường nhằm làm tê liệt kẻ thù. Tào Tháo làm văn, làm việc, dùng người không hề câu nệ, càng không nông nổi, mà rất mạnh mẽ. Đại pháp vô pháp, đối với ngòi bút cứng cỏi của Tào Tháo thì không cần phải nhiều cách thức, luật lệ như vậy. Tào Tháo thâm trầm, biểu hiện ở chỗ hiểu đúng người, ý nghĩ sâu xa. Tào Tháo mưu sâu kế xa. Bề ngoài, Tào Tháo có thể nắm tay bạn, nói chuyện vui, cùng nhau hi hi ha ha. Nhưng Tào Tháo đang quan sát bạn và quan sát rất kỹ. Viên Thuật hung hăng cản rỡ, Viên Thiệu ngông cuồng, tự cao tự đại hết mức, Tào Tháo đều không coi ra gì. Nhưng lại nhìn Lưu Bị bằng con mắt khác. Lưu Bị trước kia bán dép cỏ, hiện đang ăn đậu ở nhờ người ta. Dù Lưu Bị đang giấu tài, giả ngây giả dại, Tào Tháo thoạt nhìn đã nhận ra, nay anh hùng trong thiên hạ chỉ có Sứ Quân và Tháo này, Lưu Bị sợ đến rơi cả đũa. Có lẽ Tào Tháo không nên nói câu này trước mặt Lưu Bị, nhưng có thể giải thích là thiếu thận trọng, là bắn pháo để trinh sát hoặc giết gà dọa khỉ. Ý muốn nói, trong hai ta, đừng ai vờ là tôn tử. Trong hai ta, đừng tưởng ai ngốc hơn ai hoặc ai thông minh hơn ai. Quả nhiên, Lưu Bị không dám vờ nữa, tìm cớ để xa chạy cao bay. Nếu nói, để Lưu Bị thoát là một sơ sẩy mà chính Tào Tháo phải tự trách mình, thì việc Tào Tháo loại bỏ người khác, từng bước thắng lợi, lại tương đối kín kẽ. Để giết Tuân Úc, trước hết, Tào Tháo mời Tuân Úc ra tiền phương úy lạo quân sĩ, điều Tuân Úc ra khỏi triều đình. Tiếp đến, bãi miễn chức thượng thư lệnh, giáng làm tham thừa tướng quân, Tuân Úc trở thành cấp dưới trực tiếp của Tào Tháo. Cuối cùng mới sai người đưa hộp bánh cho Tuân Úc. Tuân Úc mở ra xem thấy bên trong rỗng không, nên phải tự sát. Liệu một người nông nổi có được thủ đoạn như vậy không? Những ai dưới quyền Tào Tháo cho rằng Tháo là người nông nổi thì e thủ cấp người đó sắp sửa phải dọn ra chỗ khác. Và Tào Tháo còn là người biết quý trọng cuộc sống, quý trọng sinh mạng, thích đọc sách, thích suy nghĩ. Điều đó khiến Tào Tháo thâm trầm, thông hiểu vũ trụ, nhân sinh, khác hẳn những kẻ bụng dạ sâu sắc nhưng mưu mô và dã tâm. Bài Quy Tuy Thọ và Đoạn Ca Hành của Tào Tháo viết, rùa thần tuy thọ, còn có lúc chết. Rắn bay lên mây, cũng sẽ thành tro. Đời người có thể được bao lâu? Khác gì giọt sương mai, tan biến nhanh chóng. Trước rượu nên ca, đời người được mấy? Như hạt sương mai, ngày tháng khổ bấy. Đời người ngắn ngủi là vậy, lẽ nào không tiếc nhớ? Sinh mệnh mềm yếu là vậy, lẽ nào không gìn giữ? Ngày tháng ngắn ngủi như vậy, lẽ nào lại để mất? Đó có thể được coi là suy tư triết học về vũ trụ nhân sinh. Đương nhiên, Tào Tháo đứng trên lập trường chính trị mà suy nghĩ. Vì vậy Tào Tháo mới kết luận ngựa già gục đầu, chí ở ngàn dặm. Liệt sĩ cuối đời, hùng tâm chưa hết, đúng núi không ngại cao, nước không ngại sâu, chu công thổ lộ, thiên hạ theo về. Ý muốn nói, hãy nắm bắt thời gian ngắn ngủi kia để làm nên sự nghiệp vang trời dậy đất, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Do có ý tưởng để sinh mệnh ngắn ngủi biến thành vĩnh hằng, nên đế vương khanh tướng có nòi trăng hoặc đại trượng phu phải nên như vậy càng có phong độ, có ý nghĩa, càng thêm khí thế. Đúng là Tào Tháo rất có khí thế. Đọc thơ văn của Tào Tháo, luôn cảm thấy khí phách anh hùng trong đó. Dù là đoạn văn ngắn, từ vui buồn giận dữ thốt ra, từ phấn chấn thích thú viết nên, vì có khí phách nên không hề thô thiển. Nhất là bài Quan Thương Hải của Tào Tháo, khí thế biết chừng nào, đông đến kiệt thạch, nhìn ra biển khơi. Nước lững lờ trôi, sơn đảo sừng sững, cây cối xanh tươi, hoa cỏ rậm rạp,
gió thu lạnh lùng, sóng hồng cuồn cuộn. Ngày tháng trôi qua, như ra từ đó, sao Hán sán lạn, từ đó mà ra. Những bài thơ như thế này, phải là tay bút giỏi mới làm được. Trung Vanh nói, Tào Công xưa nay vẫn có những câu thực bi thương. Ngoài lời của Lưu Hiệp do loạn lỵ chồng chất quá nhiều, phong tục suy đồi, có tâm cao nét bút khỏe, nên mới cảm khái và đầy khí thế. Những tình cảm bi thương đó còn liên quan đến tư duy triết học về nhân sinh vũ trụ của Tào Tháo. Cuối cùng, Tào Tháo là anh hùng thời loạn, Tháo đã nhìn thấy, nghĩ tới nhiều hơn ai hết về những sinh mệnh bị hủy diệt. Y tế nhiều Tào Tháo đã quan tâm thương cảm, nên mới xúc động như vậy. Đó chính là Tào Tháo. Tào Tháo đại khí thâm trầm, phóng khoáng, hào sảng, siêu thoát, nhạy bén, hòa hợp, quỷ quyệt, xảo trá, lạnh lùng, tàn nhẫn, đúng là một nhân vật cực kỳ phong phú, nhiều mặt, rất có cá tính, rất biến hóa. Tào Tháo là người sống hằn hơi, không phải là phù hiệu chính trị hoặc xác chết chính trị, càng không phải bộ mặt suốt ngày u ám, một kẻ côn đồ có tâm sự, chỉ muốn chính trị người khác. Nhưng Tào Tháo lại được coi là gian hùng, suốt đời mang tiếng xấu. Đương nhiên, Tào Tháo cũng có chỗ đáng mắng. Tháo giết nhiều người và nhiều người bị oan. Tháo làm nhiều việc mất lòng người, nhiều việc thất đức. Nhưng Lưu Bị, Tôn Quyền, họ không giết người sao? Không làm việc thất đức sao? Lưu Bị bán rẻ cố nhân Lã Bố thật trái đạo, Tôn Quyền phế truất thái tử Tôn Hòa, thật oan uổng. Tôn Hòa là con được Tôn Quyền sủng ái nhất, bản thân biểu hiện không tồi, vừa thông minh, vừa hiếu học, luôn vui vẻ với mọi người. Tôn Hòa bị người khác hãm hại nên thất sủng. Kết quả, Xô Đại Thần thấy bất bình, đứng ra nói lý, nhưng đều bị trừng trị, người bị diệt tộc, người bị phạt rồi, người bị đẩy, mọi người đều oan uổng, tất cả đều cho đó là án oan. Lã Bố thì chết không oan, vì Lã Bố là kẻ xấu. Lã Bố vốn là bộ tướng của Tinh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên. Đinh Nguyên coi Lã Bố như người thân, nhưng Lã Bố đã giết Đinh Nguyên để theo Đổng Trác. Đổng Trác coi hắn như con, hắn lại giết Đổng Trác, sang hàng Vương Doãn, về sau rơi vào tay Tào Tháo, lại định vẫy đuôi với Tháo. Lúc đó, Lưu Bị đang ở bên Tào Tháo, Lã Bố liền cầu cứu Lưu Bị, vì trước đây Lã Bố từng giúp Lưu Bị. Lã Bố nói, Huyền Đức Công, nay ngài đang là khách, còn tôi, tội phạm dưới thềm, tôi bị trói chặt quá, ngài không thể nói giúp tôi một lời hay ho sao. Lúc này Tào Tháo đang định hạ lệnh nới dây trói cho Lã Bố, thì bất ngờ nghe Lưu Bị nói một câu lạnh tanh, Minh Công không thấy Lã Bố từng đối xử với Đinh Nguyên, Đổng Trác như thế nào sao? Một câu nói làm Lã Bố mất đầu, Lã Bố giận quá chửi ầm lên, thằng nhóc tai to kia, Lưu Bị tai to quá khổ, thực không thể tin được. Thực tế, Lã Bố tuy là kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng việc Lã Bố đối xử với Lưu Bị đáng để phải suy nghĩ. Năm đó, Viên Thuật vây khốn Lưu Bị ở huyện Bái, Lưu Bị cầu cứu Lã Bố. Lã Bố tuy có mâu thuẫn với Lưu Bị, muốn giết Lưu Bị, nhưng lại tự xông vào chiến trường, đọ kích ở Viên Môn, cứu mạng Lưu Bị. Hơn nữa, Lã Bố còn nói rõ với bộ tướng của Thuật, Lưu Bị là anh em của ta, nay ta đến cứu. Vì vậy, lần này Lã Bố thấy mình có đủ tư cách cầu cứu Lưu Bị. Rõ ràng, lần trước Lã Bố cứu Lưu Bị là có tính toán riêng, sợ Viên Thiệu được thể sẽ đến đánh mình. Lưu Bị không cứu Lã Bố là nghĩ giúp cho Tào Tháo, giữ thằng nhóc này lại là có hại. Nhưng lấy oán để báo ân là có phần khuyết đức. Trên thực tế, Lưu Bị, Tôn Quyền hay Lã Bố đều giống như Tào Tháo, đặt lợi ích lên trên hết, nghĩa là thứ hai. Là kiêu hùng thời loạn, trình độ đạo đức, quan điểm đạo đức của họ không khác nhau mấy, kẻ tám lạng người nửa cân. Chí ít Tôn Quyền tính tình đa nghi, quả quyết giết chóc, cũng là người thích tạo án oan, tàn ác độc địa. Tào Tháo không biết sợ, dám công khai cầm gậy, còn Lưu Bị biết vờ, Tôn Quyền biết nhịn, nên không bị mắng chửi nhiều như Tào Tháo. Đúng là Lưu Bị và Tôn Quyền giảo hoạt hơn Tào Tháo nhiều, thế lực của họ tương đối yếu, nên không thể không giảo hoạt, đặc biệt là Lưu Bị giỏi vờ nhất. Trước mặt Tào Tháo, Lưu Bị vờ nhát gan, trước mặt Gia Cát Lượng lại vờ đuối trí, trước mặt bộ hạ vờ là nhân từ, bác ái, trăm họ đều rõ Lưu Bị ném con để lấy lòng người. Đương nhiên, nói là thông minh hoặc giảo hoạt, còn thể hiện ở mặt chính trị. Họ luôn thận trọng, giấu kín sự sắc sảo, để khỏi trở thành đích ngắm của vô vàn mũi tên. Tôn Quyền thậm chí còn nhẫn tâm thao túng để Tào Tháo xuất đầu lộ diện. May sao Tào Tháo đã nhìn thấu, nên không bị lừa. Nhưng Tào Phi thì bực bội, nên khi Tào Tháo vừa qua đời, Tào Phi đã hạ bệ Hán Hiến Đế, lên làm Hoàng Đế. Lưu Bị,
Tôn Quyền vô cùng phấn khởi, đã có người dẫn đầu, không làm cũng phí. Thế là họ đều là người làm theo, Đường Hoàng lên làm hoàng đế. Kết quả, Tào Tháo không làm hoàng đế bị chửi là gian và không có ai chỉ trích là thoán khi Lưu Bị, Tôn Quyền lên làm hoàng đế. Thực tình thì Tào Tháo bị hố là ở chỗ này, Tào Tháo ở trong triều, Lưu Bị, Tôn Quyền ở ngoài, Tào Tháo xưng đế trước, Lưu Bị, Tôn Quyền sau. Tào Tháo ép thiên tử để lệnh chư hầu, lúc đó là hời, đến khi viết sử lại là điều phiền phức, bất luận thế nào, Tào Tháo cũng không thoát được tội danh thoán hán. Không bỏ được cái mũ là gian thần, trở thành nhân vật mà mọi vương triều cần phải đề phòng, bị coi là kẻ thù nguy hiểm nhất. Nghĩ xem, nếu bên cạnh có một nhân vật kiểu Tào Tháo thì đố có hoàng đế nào ngủ được. Kết quả, thời Bình phải đề phòng Tào Tháo, thời Loạn cũng phải đề phòng. Thời Bình coi chừng Tào Tháo âm mưu phản loạn, thời Loạn đề phòng Tào Tháo nổi sóng nổi gió, không bao giờ yên. Hoàng đế phải đề phòng Tào Tháo, các quan cũng phải đề phòng Tào Tháo. Liệu có ai muốn đội trên đầu một thượng cấp trực tiếp như Tào Tháo không? Tào Tháo xem thường những ai thiếu bản lĩnh, chấp pháp nghiêm minh, làm việc chăm chỉ, nói năng thoải mái, hoàn toàn không theo cách thức nơi quan trường, khiến mọi người khó chịu. Nhất là mấy điều của Tào Tháo, có tài là dùng, dùng người không kể xuất thân, không nói tới học thức, không xét bối cảnh, chỉ cần công việc có hiệu quả, không chuộng hình thức. Khiến cho số người theo chủ nghĩa quan liêu, chỉ biết nghe để theo, hành lễ thêm nghĩa, ưa thói đùn đẩy dựa dẫm, cảm thấy bị uy hiếp. Xưa nay, chủ nghĩa quan liêu luôn chung sống với chế độ quan liêu. Và càng về cuối thời đại phong kiến thì chế độ quan liêu càng thành thục, càng hoàn thiện, chủ nghĩa quan liêu cũng càng nghiêm trọng. Tào Tháo vừa là kẻ thù của chủ nghĩa quan liêu, vừa là kẻ thù của bọn quan lại. Thời đại cũng vậy, người làm việc luôn bị xô quan viên không làm việc công kích. Tào Tháo cũng không phải ngoại lệ. Văn nhân và trăm họ cũng không thích Tào Tháo, vì Tào Tháo đã giết không ít văn nhân. Văn nhân thích những người cùng cảnh biết thương nhau, trăm họ càng không để ý Tào Tháo có cống hiến gì cho lịch sử. Lục Cơ từng nói, họ Tào công nhiều, tội lắm, khiến dân oán. Trong số ba lãnh tụ dựng nước thời Tam Quốc Ngụy, Thục, Ngô, Tào Tháo có nhiều nợ máu nhất, số vụ giết người tàn nhẫn được ghi chép lại cũng nhiều nhất. Nợ máu thì luôn phải trả. Không giết được Tào Tháo thì chỉ trích công khai không được sao? Trong lúc lòng đầy bi thương phẫn nộ, tránh sao khỏi quá lời hoặc miệt thị không đúng sự thực. Chưa hẳn Tào Tháo đã giết cả nhà Lã Bá Sa, cũng chưa hẳn Tháo đã nói, thà ta phụ người, không để người phụ ta. Có điều, Tào Tháo đã từng vu khống người khác, nên lần này Tào Tháo có oan cũng chẳng sao, chỉ là một nợ trả một nợ. Huống chi, đem những việc đó lên đâu Tào Tháo, cũng rát rong. Thế là, hoàng đế, quan viên, văn nhân, trăm họ gần như đồng thanh nói Tháo là gian, dù những nội dung cụ thể mà họ chỉ ra là khác nhau. Quan trọng hơn nữa là Tào Tháo đã đắc tội với nền văn hóa Trung Quốc, hoặc nói, đã đắc tội với hệ thống đánh giá về con người của nền văn hóa Trung Quốc. Quan điểm của Tào Tháo, điều quan trọng nhất ở một con người là có tài, có năng lực, bất nhân bất nghĩa cũng chẳng sao. Quan niệm truyền thống của văn hóa Trung Quốc là, điều quan trọng nhất ở một con người là nhân nghĩa trung hiếu, có tài hay không, có năng lực hay không, có thành tích hay không, không quan trọng, thậm chí bình thường một chút càng tốt, dễ thực thà, trung hậu, đáng tin. Vì vậy, người Trung Quốc theo truyền thống xã hội Trung Quốc sẽ chọn Lưu Bị không chọn Tào Tháo. Một người tài đức như Gia Cát Lượng lại càng được tôn sùng hết sức, một người đã mấy lần phạm sai lầm về quân sự, chôn vùi cơ đồ Thục Hán, nhưng lại hết mực trung thành như Quan Vũ, cũng được tôn sùng hết mức. Tô Đông Pha đã nói câu công tâm, đúng đạo, Gia Cát Lượng nói về việc quân không bằng Tào Tháo. Hiểu biết không rộng bằng Tào Tháo, tranh luận cũng không bằng Tào Tháo, không có điều gì hơn Tào Tháo, ngoài trung tín ra. Tức là nói, chỉ cần một ít trung tín là có thể áp đảo những người tài năng vượt trội, công luận cái thế. Đây là bi kịch của Tào Tháo, của lịch sử, của thời đại và cũng là bi kịch của nền văn hóa Trung Quốc. Vì thứ logic chỉ cần người có đức, không cần người tài nhưng vô đức phát triển, sau này thành thà tặng cho nước láng giềng, không cho gia nố của vương triều Đại Thanh. Tạm dịch ra như sau, thà nhận một bầy chó và dê, không nhận một chú hổ và báo, nếu như chú hổ và báo đó từng trộm lợn của nông trường. May sao Tào Tháo không hề để ý tới việc người khác tô vẽ mình ra sao, càng không chú ý tới lời nói lung tung của người khác. Những việc định làm, Tào Tháo đã làm xong, đã có thể mỉm cười nơi chín suối. Nhưng theo tôi, Tào Tháo chí ít cũng là anh hùng, lời Lỗ Tấn. Hơn nữa,
còn là anh hùng vừa có phần đáng yêu vừa có phần gian trá. Tào Tháo sinh năm 155, chết năm 200, hưởng thọ 66 tuổi. Sau khi Tào Tháo mất được 9 tháng, Hiến Đế nhường ngôi cho Tào Phi, Đông Hán diệt vong. Một tháng sau, Tào Phi truy tôn Tào Tháo là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Năm thứ hai, Lưu Bị lên ngôi đế ở Thành Đô. Năm 229, Tôn Quyền xưng đế ở Vũ Xương, nay là thị trấn Ngạc Châu, Hồ Bắc. Đến đây, ba nước ở thế chân vạc được hình thành, lịch sử Trung Quốc bước vào thời kỳ mới. Trong đời Tào Tháo, điều đắc ý nhất về mặt chính trị là ép Thiên Tử để lệnh chư hầu, điều thành công nhất về mặt quân sự là trận chiến Quan Độ. Để lại hậu quả nghiêm trọng nhất là do sơ suất để Lưu Bị thoát, trận chiến Xích Bích là trận thất bại thê thảm nhất. Tài lược là điều được khẳng định nhất, nhân phẩm bị chỉ trích nhất, công, tội trong lịch sử của Tào Tháo là điều được tranh luận nhiều nhất, thành tựu văn học không phải tranh luận nhiều. Thơ từ hậu thế Ngâm Vịnh nhắc đến Tào Tháo không nhiều, cổ đại nổi tiếng nhất là thơ Đỗ Mục, cát vùi lưới kích còn trơ, rũa mài nhận dấu chiều xưa rõ ràng. Gió Đông ví phụ Chu Lang, một nền đồng tước khóa xuân hai kiều. Đương đại nổi tiếng nhất là từ của Mao Trạch Đông, chuyện cũ ngàn năm rồi, Ngụy Vũ vung roi. Về Đông Kiệt Thạch vẫn còn bài, hưu hắt gió thu nay lại vậy, đã đổi thay đời.